Chương 1474, chủ động, chưởng ấn kia không có một chút sức kháng cự nào, như một cái cây khô trực tiếp tan vỡ, sau khi chưởng ấn tan vỡ, chưởng ấn này lại từ trong cái khe lộ ra, truyền vào tâm thần của người mặc áo đen đang lơ lửng giữa tinh không trong giới ngoại, trống, đây là dung nhan của người này đằng sau lớp áo đại biến, thân thể hắn chấn động, trực tiếp phun ra máu tươi, thân thể điên cuồng lui về phía sau. Nhưng ngay khi hắn lùi lại ba bước, hai chân hắn lập tức nổ tung, không có máu thịt, chỉ có xương trắng, hắc bào của hắn bị xé rách hơn phân nữa Trong lúc lão đảo thân thể hắn trong tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng lùi lại, Chưởng tôn một đời, tu sĩ thần bí nhất trong thái cổ tinh thần, đã thi triển thuật tỉnh trung lao nguyệt với vương lâm, lúc này như chó trong nhà có tan, trong sự hoảng sợ đang nhanh chóng bỏ trốn, sức mạnh của một tiếng trống, sức mạnh của một tiếng trống, năm đó hắn ở trong giới nội bị tiếng trống của một người đẩy lui ngàn vạn dặm, trực tiếp rời khỏi giới nội hôm nay hắn lại một lần nữa bị một tiếng trống đẩy lui trong nháy mắt đã không còn tung tích chỉ là ngoài hắn ra không ai biết được hai tiếng trống này là của một người hay là không phải cái khe bên trong thái cổ tinh thần này nhanh chóng co lại bên trong cổ mộ nữ tử áo trắng sắc mặt tái nhợt đã đi tới bên cạnh cái khe nhưng nàng bị tiếng trống kia làm cho chấn động mặc dù lấy phương pháp đặc biệt để bảo lưu thân thể nhưng cũng đã bị trọng thương đứng trơ mắt nhìn cái khe kia co lại không có đủ thời gian để rời khỏi ngươi đã giúp ta một lần ta cũng sẽ giúp ngươi một lần ngay lúc nữ tử áo trắng này gần như tuyệt vọng bên tai của nàng truyền đến thanh âm thần thức của vương lâm thần thức này nữ tử áo trắng rất quen thuộc chính là thứ đã làm cho nàng xấu hổ nhưng ngay khi nghe thấy thanh âm này thần sắc nàng cùng lập tức biến hóa là ngươi ngay khi nói dứt lời cái khe đang sắp sửa đóng lại đột nhiên tạm dừng nữ tử áo trắng nén sự khiếp sợ trong lòng xuống biết lúc này không phải lúc để tra hỏi cất bước lao thẳng tới cái khe trong nháy mắt đã tới gần một bước bước ra ngay khi nàng sắp sửa bước ra nàng xoay người lại đôi mắt nhìn thoáng qua cổ mộ phía sau mơ hồ nàng có thể cảm nhận được thần thức của vương lâm vẻ phức tạp chợt thoáng qua nàng nghĩ tới lúc trước thần thức đã dừng lại ở trên người mình cái cảm giác xấu hổ tức giận khi toàn thân bị soi mói này lại một lần nữa hiện lên xoay người bước ra khỏi cái khe ngay khi đi ra ngoài cái khe này đột nhiên co lại biến bất khỏi thái cổ tinh thần, thần thức của vương lâm lùi lại, lấy ý chí của cổ mộ, đem cổ mộ này triệt để phong ấn vạn vạn năm, trưởng tôn kia dưới một tiếng rống cũng chưa chết hắn tất nhiên biết được nữ tự áo, trắng này đã tiến vào cổ mộ, nếu như phát hiện ra đối phương đã rời khỏi, liệu trong lòng hắn có, thể có nghi ngờ không nếu hắn thật sự như vậy thì cũng không uổng phí hành động, này của ta, bên trong cung điện, vương lâm ngồi ở trên ghế, thần thức trở về cơ thể, thần thức của nguyên thần cùng với ý chí của cổ mộ này có sự dung hợp lúc này hắn ngồi ở trên ghế đã không còn một chút lực bài xích nào hắn thần sắc bình tĩnh ngồi ở đó ánh mắt như điện nhìn thác sâm bên trong tấm lưới hư ảo ở xa phía trước bị một tiếng trống này làm cho chấn động lúc này thác sâm cực kỳ chật vật thân thể máu thịt lẫn lộn lộ ra xương trắng nhọn hoắt máu thịt còn sót lại đang nhanh chóng nhúc nhích rất nhanh ghép lại hồi phục cơ hội này là một cơ hội rất khó có được thác sâm đang trọng thương bất luận là kẻ nào giờ phút này đều không do dự ra tay nhưng vương lâm lại không hắn là cổ thần thác sâm cũng là cổ thần cổ thần cũng có sự tôn nghiêm của cổ thần trong tình huống này mà đánh một trận nếu không phải là thất tinh như lúc trước vương lâm sẽ không nghĩ ngợi mà ra tay nhưng lúc này hắn muốn cùng một thác sâm hoàn chỉnh đánh một trận ngoài ra hắn còn có một nguyên nhân quan trọng hơn để làm như vậy tinh điểm cổ thần của ngươi đã nhiều lần bị vỡ, mặc dù không biết ngươi đã dùng cách gì để khôi phục, lại đạt tới bát tinh, nhưng đúng là không còn bằng năm đó. Vương Lâm ngồi trên ghế, từ cao nhìn xuống, một khí thế bá đạo từ trong cơ thể chậm rãi lan ra, dung nhập vào trong thanh âm, truyền vào tâm thần của thác sâm, thác sâm trầm mặt, để nhanh tốc độ khôi phục thân thể. Tu vi của hắn từ sau khi thoát nguy ở Chu Tức Tinh, liền chiếm lấy thân thể của Đồ Ti thân thể của đồ ti là vương tộc bát tinh cổ thần đã tồn tại từ vạn cổ trên mi tâm vương lâm bảy tinh điểm xoay tròn trong mắt phải của hắn còn có ma khí tạo thành vòng tròn ngưng tụ thành cổ ma tinh nhưng vương lâm lấy được truyền thừa vì không có cổ ma lực nên vẫn chưa hoàn chỉnh cổ ma tinh này vẫn chưa thể hoàn toàn ngưng tụ thành hình trừ phi hắn có được một phân thân hoàn chỉnh của cổ ma phân thân của cổ ma nếu đổi lại ở chỗ khác thì có lẽ sẽ rất khó tìm nhưng ở trong vùng đất cổ mộ này nhất là bên trong cung điện này cũng có thể tìm được những thi thể đã hóa đá của ba bộ tộc cổ đại kia sau cơn chấn động lúc trước không hề tiêu tan, lúc này vẫn còn tồn tại. Trong đó có một pho tượng cổ ma cao ngàn trượng, vẫn còn giữ lại sự giữ tận lúc còn sống, ở trong rất nhiều thi thể của ba bộ tộc cổ đại này có thể nhìn thấy rõ, ràng, vương lâm giơ tay phải lên túng vào hư không phía trước, trong tiếng ầm ầm, pho tượng cổ ma này trực tiếp bay lên, rơi xuống trước người vương lâm bị hắn đưa tay phải đặt lên thân thể, đáng tiếc nơi này không có vương tộc cổ ma, thi thể này cũng chỉ có một chút khí tức của cổ ma mà thôi. Vương Lâm đặt tay phải lên trên thi thể cổ ma kia, mắt phải đột nhiên có ma khí tung hoành, theo tay phải dũng mãnh nhập vào thi thể cổ ma này, khí tức cổ ma bị Vương Lâm phong tỏa bên trong cơ thể cực kỳ hùng hậu, lúc này trong tiếng ầm ầm, thi thể cổ ma đã hóa đá kia giống như một cái động không đáy, không ngừng dung nhập ma khí, Vương Lâm cứ ngồi ở đó Ma khí theo tay phải như sóng giữ dũng mãnh nhập vào trong thi thể kia. Hai mắt hắn thủy chung nhìn về phía sau tấm lưới hư ảo lớn ở phía trước nhìn thác sâm đang cấp tốc trị thương, cho thác sâm thời gian, ngoài cho hắn sự tôn nghiêm quan trọng hơn Vương Lâm còn muốn có thời gian. Hắn không thể rời khỏi cái ghế này để lao tới chiến đấu, cái ghế này mặc dù hiện giờ đã không còn lực bài xích, nhưng chính bởi vì lực bài xích đã tiêu tan, khí tức truyền thừa khiến cho Vương Lâm đó mắt ở bên trong cũng không còn, vương lâm lập tức hiểu ra nếu mình đứng dậy cho dù lại một lần nữa ngồi xuống cũng sẽ không có thêm bất cứ truyền thừa nào xuất hiện đây là điều mà sau khi thần thức của hắn dung hợp với ý chí của cổ mộ đã không biết vì sao mà hiểu được vì thế hắn không thể đứng dậy bởi vì truyền thừa chỉ giúp cho hắn đạt tới thất tinh cổ thần đối với vương lâm vẫn chưa đủ hắn muốn nhiều truyền thừa hơn nữa hắn muốn lực bài xích kia lại hiện ra chỉ có như thế khí tức truyền thừa kia mới có thể như lúc trước bạo tăng vô số lần từ trong trái tim đang đập ở tầng thứ ba bước ra. Cách khiến cho lực bài xích này lại xuất hiện chỉ có một, mắt vương lâm lộ ra vẻ quyết đoán. Mặc dù lúc này thác sâm đang ở bên ngoài, mặc dù lực bài xích kia nguy hiểm vô cùng, nhưng hắn không cam tâm bỏ qua. Vì thế, ngay khi sự quyết đoán hiện lên trong mắt hắn, hắn dứt khoát cắt đứt sự dung hợp giữa thần thức của mình với cổ mộ này. Trong tiếng ầm ầm, ngay khi hắn sự dung hợp giữa thần thức của hắn và ý chí của cổ mộ bị cắt đứt lực bài xích kinh thiên động địa kia lại một lần nữa bột phát ra cùng lúc đó trái tim ở trong tầng thứ ba kia lại đập lên có một luồng khí tức truyền thừa ầm ầm dũng mãnh nhập vào trong chiếc ghế sức mạnh của thất tinh cổ thần vượt xa lục tinh vương lâm trụ vững thân thể không động đậy một chút nào chống lại lực phản chấn này không còn phải lo lắng khí thế đi mượn phong tỏa trong cơ thể bị hút đi như lúc trước mà buông lỏng hết thảy đảo ngược hành động dưới lực phản chấn từ trong chiếc ghế này, chủ động mạnh mẽ hấp thụ khí tức truyền thừa từ trong chiếc ghế tràn ra, chương 1475, trận chiến định mệnh thứ hai, bị động và chủ động, chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại là một trời một vực. Cái thay đổi không phải chỉ có hành động, mà còn có suy nghĩ, đạt tới thất tinh cổ thần, Vương Lâm trải qua 2.000 năm tu đạo, rốt cuộc cũng làm cho thân thể cổ thần của mình đạt tới thất tinh, thất tinh cổ thần, sự hùng mạnh của thân thể cơ hồ không phải tu sĩ bước thứ hai có thể dễ dàng đã thương trừ phi là cổ thần đang ở trong tổn kiếp nếu không như cổ thần ở tiên giới năm đó phải bị vô số tiên nhân vây công mấy ngày mới có thể bị đã thương giết chết thậm chí có thể nói thất tinh cổ thần hoàn chỉnh sự hùng mạnh của thân thể có thể cùng với tu sĩ bước thứ ba không niết sơ kỳ đánh một trận hơn nữa quan trọng nhất chính là trong bộ tộc cổ thần thất tinh cổ thần đại diện cho việc tiến vào quá trình trưởng thành phát triển nhanh chóng. Khi đạt tới thất tinh cổ thần, thân thể theo năm tháng trôi qua không ngừng hùng mạnh hơn, cổ thần có cửu tinh, sau khi đạt tới ngũ tinh, tăng thêm một tinh cũng cực kỳ khó khăn, nhưng một khi thành công thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Lúc này Vương Lâm phối hợp thần thông tu sĩ của hắn, hai đạo bổng nguyên lôi hỏa, cùng với đủ loại đạo thuật kỳ diệu, mặc dù hắn vẫn chưa đạt tới bước thứ ba, nhưng cũng có thể cùng với cao thủ bước thứ ba không niết sơ kỳ đánh một trận mà không bị yếu thế chút nào. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì cũng đủ để chiến thắng, thất tinh vương lâm so với thất tinh đồ ti năm đó dĩ nhiên không yếu hơn chút nào. Đồ ti mặc dù có đầy đủ truyền thừa, nhưng vương lâm cũng là tu sĩ đầu tiên từ cổ chí kim dung hợp với thân thể hùng mạnh của cổ thần, ngay cả cao thủ không niết trung kỳ, vương lâm cùng dám liều mạng, mặc dù khả năng thất bại rất lớn, nhưng cho dù là cao thủ không niết trung kỳ nếu muốn giết chết hắn cùng cực kỳ khó khăn. Trong bước thứ ba, không niết, không huyền, không kiếp, mỗi một cảnh giới đều giống, như bước thứ hai, đều có bốn cấp độ sơ trung hậu và đại viên mãn. Mỗi một cấp độ trên lệch nhau rất lớn, có thể so với khoảng cách giữa tịnh niết và toái niết, ánh mắt vương lâm như đuốc ngồi vững trên ghế, để mặc cho lực phản chấn ở bên trong kịch liệt chấn động trong 18 nhịp thở như trước. Nhưng sức mạnh khiến cho thân thể hắn tan vỡ sau 18 nhịp thở lúc trước hiện giờ cũng không có quá nhiều ảnh hưởng tới thân thể mới tái tạo lại của hắn. Liên tiếp 3 nhịp thở sau đó trôi qua, lúc này đã là nhịp thở thứ 19, 20, 21, 3 nhịp thở trong nháy mắt trôi qua, lực phản chấn ầm ầm bạo tăng, trong khi tấn công thân thể Vương Lâm còn có một khí tức truyền thừa nồng đậm tràn vào, khí tức truyền thừa này bị Vương Lâm điên cuồng nuốt lấy. Thân thể của hắn cùng với tay phải ấn lên trên thi thể của ma kia giống như hóa thành hai cái lỗ đen khủng khiếp, đem khí tức truyền thừa này sau khi hút vào trong cơ thể lập tức tách ra làm hai đạo, nhanh chóng hấp thụ, sự hấp thụ này dưới lực phản chấn từ bên trong chiếc ghế diễn ra cực kỳ khó khăn, nhưng Vương Lâm không hề bỏ cuộc, hắn biết rõ một khi bỏ lỡ, sau này rất khó có thể gặp lại được cơ hội như vậy. 22 nhịp thở, 23 nhịp thở, 24 nhịp thở. Lực phản chấn trong chiếc ghế đã đạt tới một mức độ cực kỳ đáng sợ, Trích cao âm ầm, thân thể Thất Tinh Cổ Thần của Vương Lâm cũng bắt đầu không chịu nổi, thân thể hắn trong lúc trung lên xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, nhưng sức hồi phục của Thất Tinh Cổ Thần vượt xa so với Lục Tinh, dường như vừa mới tan vỡ, liền lập tức nhanh khôi phục lại, trên mi tâm của Vương Lâm, theo hắn không ngừng hấp thụ khí tức truyền thừa kia, chỉ thấy ngoài bảy tinh điểm, không ngờ còn xuất hiện một vòng xoáy mơ hồ yếu ớt. Vòng xoáy này chính là tinh điểm cổ thần thứ 8 đang thành hình. Một khi tinh điểm này xuất hiện, Vương Lâm sẽ trở thành Bát Tinh cổ thần, Bát Tinh cổ thần, trong tinh không này cực kỳ hùng mạnh, chỉ là đạt tới Bát Tinh cổ thần quá khó khăn, vượt xa quá trình ngưng tụ thất tinh lúc trước, lúc này mặc dù lờ mờ xuất hiện vòng xoáy, nhưng nếu không nhìn kỹ, cũng hoàn toàn không thể phát hiện được. Lúc này Vương Lâm không thể lơ là, nếu không vòng xoáy này sẽ lập tức tiêu tan, không lưu lại chút nào. Cùng lúc đó, trong thi thể cổ ma ở phía trước vương lâm ma khí vô biên ầm ầm vận chuyển được vương lâm điên cuồng nhập vào trong thi thể đó thậm chí ngay cả một ma tinh ở trong mắt phải vương lâm lúc trước vẫn chưa thành hình toàn bộ cũng đưa vào bên trong thi thể cổ ma này trong nháy mắt thân thể cổ ma đã hóa đá lại mơ hồ có dấu hiệu hồi phục trở nên không còn cứng như đá nữa mà hơi mềm một chút trong mắt phải của thi thể này vốn là một màn ảm đạm không ánh sáng lúc này có u quan chậm rãi lóe lên giường như có thể nhìn thấy ở bên trong sắp sửa xuất hiện một ma tinh đang dần dần ngưng tụ càng ngày càng trở nên rõ ràng giờ phút này đằng sau tấm lưới hư ảo ở cách vương lâm mấy trăm trượng về phía trước thác sâm đang nhanh chóng chữa thương thân thể của hắn trong mấy nhịp thở máu thịt nhúc nhích đã hồi phục lại được tám phần thân thể của thác sâm là thân thể của đồ ti đồ ti năm đó đã gần tiếp cận tới cửu tinh vương tộc cổ thần đạt tới đinh của bác tinh thậm chí đã dừng ở bát tinh này rất lâu, chỉ thân thể của hắn cũng đã đạt tới cực hạn của bát tinh. Vì muốn đột phá tiến vào cửu tinh, Đồ Ti đã thi triển một bí thuật của bộ tộc tạo ra phân thân, nhưng thuật này lại thất bại, cho nên mới xuất hiện ma niệm thác sâm, thân thể mà thác sâm chiếm được. Sức hồi phục vượt xa Vương Lâm nếu không bị một tiếng trống lúc trước làm bị thương quá nặng, quyết sẽ không để trì hoãn đến lúc này mới hồi phục, khôi phục tám phần cũng đã là cực hạn của hắn lúc này hai phần cuối cùng kia không phải là thương thế trên thân thể mà là sự tan vỡ trong tâm thần do sức mạnh của tiếng trống kia gây ra cần phải bế quan dưỡng thương mới có thể hồi phục trong thời gian ngắn không thể khỏi hẳn thắc sâm ngẩng mạnh đầu tám tinh điểm trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn nhìn chằm chằm vương lâm đang ngồi trên ghế đằng sau tấm lưới hư ảo thần sắc lộ ra vẻ phức tạp có thể nói hắn trong thiên địa này là người hiểu rõ vương lâm nhất từ năm đó khi hắn chỉ là một tu sĩ kết đan nhỏ nhoi cho tới ngày hôm nay có được khí thế của một nhất đại tông sư để cho mình có đủ thời gian khôi phục chuyện này nói thì dễ nhưng người thực sự có thể làm được trong thiên hạ có thể có mấy người ngươi muốn cùng ta đánh một trận ta sẽ làm cho ngươi vừa ý trận chiến năm đó ở bên ngoài phong giới đại trận vẫn chưa còn chưa đã hôm nay tại vùng đất đạo cổ truyền thừa này ngươi và ta sẽ tái chiến một lần nữa thắc sâm vừa nói thân thể từng bước tiến về phía trước tiếng ầm ầm vang vọng hắn trực tiếp từ lỗ hổng trên những lá cổ tức diệp bước qua tấm lưới hư ảo từng bước tiến vào trong cung điện truyền thừa này đây là lần đầu tiên trong lời nói của thác sâm không còn xưng là bổn thần nữa chỉ là một cách xưng hô nhưng cũng lộ ra nội tâm của hắn hắn đã thừa nhận thân phận cổ thần của vương lâm thác sâm cả đời này chưa bao giờ cho rằng vương lâm là cổ thần ngay cả sau khi thoát vây cũng thủy chung nhận định đối phương chẳng qua cũng chỉ là một tu sĩ cướp đi ký ức truyền thừa của mình cho dù là sau khi vương lâm trở thành lục tinh cổ thần cùng với hắn đánh một trận trong lòng thác sâm vẫn như cũ không hề coi trọng vương lâm hơn hắn thủy chung cho rằng vương lâm không xứng đáng trở thành cổ thần nhưng lúc này sau khi nhìn thấy vương lâm trở thành thất tinh cổ thần lại cảm nhận cổ thần lực vô biên trong cơ thể vương lâm chính mắt nhìn thấy đối phương mặc dù đang trải qua truyền thừa cực kỳ nguy hiểm vẫn có tôn nghiêm cho mình có thời gian để hồi phục trong lòng hắn không thể không thừa nhận thân phận của đối phương cùng giống với mình cổ thần, ngươi và ta không thù không oán, trận chiến này là trận chiến định mệnh giữa hai người chúng ta, trận chiến truyền thừa, thanh âm thắt sâm như sấm, ngay khi truyền ra, thân thể hắn hướng về phía trước ầm ầm, bước tới, toàn bộ cung điện lập tức chấn động. Chỉ thấy thân thể thắt sâm lớn lên, trong nháy mắt đã hóa thành cao ngàn trượng, tay phải nắm lại, đánh một quyền về phía trước, thân thể cổ thần có thể tùy ý mà biến hóa lớn nhỏ, điều này thắt sâm có thể làm được. Vương Lâm trước kia hoàn toàn không thể hiểu rõ, nhưng lúc này, khi trở thành thất tinh cổ thần, hắn mơ hồ tìm ra được một giới hạn, dường như thân thể ngàn trượng sau khi trở thành thất tinh không phải là cực hạn của thất tinh. Hai mắt Vương Lâm như điện, ngay khi thác sâm bước vào cung điện này, tuôn ra tinh quang trong hai mắt còn có sát khí ngập trời nổi lên, bảy tinh điểm cổ thần trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn. Ngay khi một quyền của thác sâm cách không tới gần, Vương Lâm giơ tay trái lên, nắm tay lại hướng về phía trước không chút do dự đánh một quyền hai cổ thần hai người đều là truyền thừa của đồ ti ở bên trong cung điện này triển khai một trận chiến định mệnh thứ hai ở phía sau thác sâm theo một quyền hắn xuất ra cả cung điện nổi lên cùng phong âm vang cùng phong quét qua khiến cho linh động và chu cẩn nhanh chóng lùi ra phía sau hai người lúc này đã bị trọng thương không thể trợ chiến chỉ có khoanh chân ngồi ở xa nhanh chóng trị thương linh động thần sắc bình tĩnh không để ý tới kết quả của trận chiến này như thế nào mà toàn bộ tâm thần tập trung thổ nạp, còn Chu Cẩn kia ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Chính mắt hắn nhìn thấy sức mạnh của Vương Lâm trước và sau khi tiến vào cổ mộ khác nhau, lúc này một tia ảo tưởng cuối cùng đã bị chặt đứt, trong lúc trầm mặt nhắm hai mắt lại, bắt đầu trị thương, phía sau thác sâm ngay khi một quyền này vung lên, bất ngờ còn có một hư ảnh khổng lồ hiện ra. Hư ảnh này cao tới trời, to lớn vô cùng, thần sắc tràn ngập một vẻ bạo ngược, còn có một vẻ cuồng ngạo miệt thị chúng sinh điên cuồng hiển lộ ra. Ngay khi hắn xuất hiện, cung điện này kịch liệt trung lên, giống như sắp sửa sụp đổ. Hư ảnh này chính là đồ ti, hư ảnh của bác tinh vương tộc cổ thần đồ ti. Thác sâm là một tia ma niệm của đồ ti, mặc dù lúc này ma niệm đảo ngược tôn ti, nhưng linh hồn hắn, hết thảy của hắn vẫn là đồ ti. Lúc này một quyền toàn lực xuất ra, hư ảnh đồ ti đột nhiên hiện ra, ở phía sau thác sâm cũng vung tay phải lên, Giống như lưu tinh ầm ầm chuyển động, theo Thác Sâm cũng lao thẳng đến Vương Lâm đánh tới, ở phía sau Vương Lâm trong khoảnh khắc này cũng hiện ra một hư ảnh khổng lồ cao tới trời. Hư ảnh này không ngờ cũng là đồ ti. Nhưng so với đồ ti ở phía sau Thác Sâm, hư ảnh này không có một chút gì bạo ngược, mà có một vẻ cơ trí cùng tang thương. Theo một quyền Vương Lâm hư ảnh đồ ti ở phía sau giơ tay trái lên, sau khi nắm lại ầm ầm tung một quyền đánh về phía trước, nếu có trời thì lúc này thiên địa sẽ biến sắc nếu có mây thì lúc này phong vân sẽ cuồn cuộn cảnh tượng này là một cảnh tượng định mệnh từ xa nhìn lại hai hư ảnh cổ thần khổng lồ này cao chọc trời tướng mạo giống y hệt nhau thậm chí ngay cả kích thước cũng không khác biệt chút nào những vết nứt trên da toàn bộ cũng hoàn toàn giống nhau đang vung quyền lên triển khai một đòn tấn công điên cuồng sự khác nhau duy nhất chính là một cổ thần bạo ngược giống như ma thần còn cổ thần kia thì lại cơ trí bình tĩnh ở dưới thân thể hai cổ thần khổng lồ này là Vương Lâm và Thác Sâm, hai người càng ngày càng gần, trong thời gian ngắn Thác Sâm đã tới gần đài cao, từ trên không trung hữu quyền ầm ầm giáng xuống, cùng với tả quyền của Vương Lâm trực tiếp va chạm vào nhau. Cùng lúc đó, ngay khi hai người triển khai trận chiến định mệnh này, xa xa ở bên ngoài tấm lưới hư ảo, lập tức xuất hiện một thân ảnh viễn chuyển. Thân ảnh này chính là nữ tử phong tình, một trong viễn cổ Bắc Phi, chương 1476 trận chiến định mệnh thứ hai, P2, tiếng ầm vang kinh thiên, ngay khi nắm tay của Vương Lâm và Thác Sâm chạm vào nhau, hư ảnh đồ ti ở phía sau bọn họ cũng song quyền va chạm, giống như hư không trong cung điện bị xé rách, trong tiếng ầm ầm, toàn thân hư ảnh đồ ti ở phía sau Thác Sâm chấn động, cánh tay phải chợt vỡ tan, toàn thân lão đảo, thân thể hắn ầm một tiếng, không ngừng lùi về phía sau, mỗi bước cả ngàn trượng, sau bốn bước, hư ảnh đồ ti bạo ngược giữ tận kia ầm ầm tan vỡ. Hư ảnh đồ ti cơ trí ở phía sau vương lâm cũng toàn thân chấn động, cánh tay trái trực tiếp vỡ tung, lão đảo lui về phía sau ba bước, toàn thân tràn ngập vô số vết nứt, trong phút chốc vỡ thành từng mảnh, trực tiếp nổ tung. Hai hư ảnh cổ thần bành trướng, triển khai đòn tấn công kinh thiên động địa, hư không trong cung điện này lập tức xuất hiện một cái khe rất lớn, trong tiếng rắc rắc từ giữa hai hư ảnh cổ thần này hiện ra nhanh chóng hóa thành một cái khe nối liền thiên địa, dưới tiếng đổ ầm ầm, trong trận chiến định mệnh này nắm tay của thác sâm va chạm với vương lâm, thân thể hắn chấn động. Hai mắt lóe lên tinh quang, ở giữa hai nắm tay của hai người bất ngờ xuất hiện vô số gợn sông vạn vẹo giống như là mặt nước, trong những gợn sóng kia còn ẩn chứa một sức tấn công đáng sợ, trong lúc xé rách ầm ầm cuộn lên, một quyền của hai người, tuy cách thức khác nhau, nhưng đều là dựa vào sức mạnh, ngay khi nắm tay thác sâm hạ xuống, liền trong nháy mắt vung ra 99 quyền. Nhìn như một quyền, nhưng thực tế là 99 quyền của hắn quá nhanh, ngay khi giáng xuống liền trong nháy mắt dung hợp lại thành một quyền. Đây chính là đạo của thác sâm, dĩ lực phá thiên, một quyền không đánh nát được ngươi, ta sẽ dung 99 quyền, hoàn toàn không dung bất cứ kỹ xảo gì, cho dù sức phản kháng của người là vô tận, dưới 99 quyền như từng sóng dữ này cũng phải nát bấy. Còn một quyền của Vương Lâm lại thi triển huyền vũ thuật mà Chu Tước đời thứ hai ở trên đại đế tinh đã cảm ngộ ra, lấy lực phản chấn dung nhập vào trong quyền, mượn uy lực của lực phản chấn, khiến cho một quyền của bản thân ầm ầm bộc phát, đơn giản mà nói, một quyền này của Vương Lâm chính là đem thác sâm biến thành mặt nước, một quyền của hắn đánh tới, ngay khi va chạm với một quyền của đối phương sẽ hình thành lực phản chấn rất manh, mà lực phản chấn này lại bị Vương Lâm mượn lấy một cách xảo diệu, hóa thành lực tấn công của bản thân. Cho nên một quyền đánh tới, lực lượng cũng không phải là của một mình hắn, mà còn có lực của thác sâm cùng với thác sâm đỏ sức, so sức mạnh của 99 quyền hóa thành một thể của thác sâm, sức mạnh ẩn chứa trong một quyền này của Vương Lâm cũng không phải là hai loại sức mạnh. Ngoài sức mạnh mượn được của thác sâm, còn có một sức mạnh tối quan trọng khác, cũng vì có sức mạnh này nên Vương Lâm mới có thể ngang nhiên mà đối mặt với bác tinh thác sâm. Sức mạnh này chính là lực bài xích phản chấn đang ầm ầm bộc phát ra từ trong chiếc ghế bên dưới. Sức mạnh này chảy vào trong cơ thể, theo một quyền gào thét xuất ra, hóa thành thần thông ngợp trời, cùng với nắm tay của thác sâm va chạm vào nhau. Trong tiếng ầm vang, khóe miệng vương lâm tràn ra máu tươi, từ chiếc ghế bên dưới truyền ra từng tiếng rắc rắc, chỉ thấy trên đó xuất hiện những vết nứt. Ngay khi những vết nứt này xuất hiện, tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, đài cao ở dưới chiếc ghế kia bắt đầu tan vỡ từ dưới đáy, trong nháy mắt, đã vỡ hơn phân nửa, tan thành từng mảnh, khóe miệng thác sâm cũng chảy máu tươi, thân thể hắn ở giữa không trung không như vương lâm có thể đem lực đạo phát tiết ra, lúc này thân thể lão đạo, thịt thịt liên tiếp lùi lại mấy trăm trượng, tới gần tấm lưới hư ảo kia, sản khoái chỉ cần với cách đỏ sức này, vương lâm ngươi quả thực có tư cách tự xưng là cổ thần. trong lúc thác sâm lui về phía sau, nữ tử phong tình bên trong tấm lưới không biết dùng loại thần thông nào mà lại ngưng tụ được thân thể, dựa vào cảm ứng với thác sâm mà tìm được nơi này, tận mắt nhìn thấy trận chiến giữa vương lâm và thác sâm, nàng biến sắc ánh mắt lộ sát khí, thân thể nhoáng lên một cái muốn đi vào bên trong tấm lưới trợ giúp thác sâm giết người. Nhưng ngay khi nàng định bước vào bên trong tấm lưới, thác sâm trong lúc lùi lại tới gần, tay phải nắm lại, xoay người hướng về nữ tử phong tình bên trong tấm lưới phía sau đang muốn đi ra trực tiếp đánh một quyền, cút ngay. Trận đánh của bộ tộc bổn thần, người ngoài không có tư cách xen vào. Nữ tử phong tình kia hiển nhiên không ngờ thác sâm lại đột nhiên ra tay với mình. Ngay khi một quyền này đánh tới, lập tức nàng hai tay bắt quyết vung lên phía trước người, hóa thành một giải lụa xoay tròn, kháng cự lại một quyền bất ngờ của thác sâm. Trong tiếng ầm ầm, nữ tử phong tình này vốn đã trọng thương, lúc này phun ra máu tươi, thân thể sau khi lùi lại mấy bước, vẻ phong tình quyến rũ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ dữ tợn cùng với một thanh âm bén nhọn, thác sâm, ngươi dám làm phản bổn phi sao, ánh mắt thác sâm lộ hàng quang, trong lúc cười lạnh lại vung tay phải hướng về phía trước đánh một quyền, hóa thành một cơn cuồng phong lao thẳng tới tiên phi kia, trong miệng âm trầm nói, ngươi vẫn thật sự tưởng rằng bổn thần là hạng người lỗ mãn hay sao? Nếu không phải vì muốn mượn ngươi để trị thương, bổn thần sao có thể để cho ngươi thao túng? Trong thiên địa này, lại có người có tư cách thao túng bổn thần hay sao? Ngươi chỉ là đồ chơi của tiên tôn mà cũng dám có âm mưu với bổn thần sao? Cút đi cho bổn thần, trong tiếng ầm vang, cơn cuồng phong do một quyền của thác sâm hóa thành trực tiếp nhảy vào bên trong tấm lưới hư ảo khiến cho tiên phi vốn đã bị thương lại một lần nữa lui về phía sau sau khi lùi lại phía sau mấy ngàn trượng hai tay thác sâm túm lấy tấm lưới lớn kia hướng vào phía trong hung hăng kéo một cái lập tức sức mạnh của thần bộc phát dung nhập vào trong tấm lưới hư ảo này lại một lần nữa phong kín khiến cho tiên phi không thể tiến vào hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt thác sâm xoay người nhìn về phía vương lâm hiện giờ không ai có thể quấy rầy trận chiến này của ta với ngươi, mặc dù đài cao đã vỡ hơn phân nửa, nhưng theo sự tan vỡ của nó, theo thời gian từng nhịp thở một trôi qua, lúc này đã là nhịp thở thứ 30, lực phản chấn từ trong ghế truyền ra đã tới giới hạn mà Vương Lâm có thể chịu được, ngay cả sức hồi phục của thất tinh cổ thần cũng không chịu nổi, hai đạo bổn nguyên trong cơ thể hắn cấp tốc triệt tiêu, rất khó có thể trụ vững, nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể hắn sẽ lại một lần nữa tan vỡ hoàn toàn tử vong. Theo lực phản chấn từ bên trong ghế càng ngày càng mạnh, khí tức truyền thừa từ bên trong bạo tăng, được vương lâm điên cùng hấp thu. Trên mi tâm hắn, vòng xoáy tinh điểm thứ 8 kia càng ngày càng rõ ràng, thi thể cổ ma khổng lồ kia trong trân chiến lúc trước vẫn chưa bị hủy hoại lúc này trong mắt phải theo ma khí điên cùng nhập vào, ma tinh thứ hai, ma tinh thứ ba, ma tinh thứ tư trực tiếp hiện ra, theo vương lâm không ngừng chủ động hấp thụ khí tức truyền thừa này, trong mắt trái của hắn, bất ngờ có máu tươi chảy xuống. Khí tức truyền thừa này vì năm đó Lý Quảng bắn rơi mắt trái của Diệp Mịch nên không hoàn chỉnh, càng hấp thu khí tức này, mắt trái Vương Lâm lại càng đau nhức, giống như hắn đã trở thành đạo cổ năm đó, mắt trái bị tan vỡ. Thậm chí mắt trái nhìn thiên địa lúc này cũng xuất hiện sự lờ mờ, giống như một con mắt trái của hắn đang nhanh chóng mất đi. Nếu chỉ như thế cũng thôi, chỉ là một con mắt trái Vương Lâm cũng không cần để ý nhưng mắt trái của đạo cổ năm đó bị Lý Quảng bắn rơi cũng ẩn chưa ký ức nửa đời của đối phương cùng những ký ức về quê hương. Vì thế trong khi mắt trái này đang đau nhức, ký ức của Vương Lâm giống như bị xé rách, ký ức nửa đời suốt ngàn năm cùng với nỗi nhớ mộ uyển và cố hương giới nội, đối với Chu Tức Tinh, đối với tất cả mọi người, đều bị xé rách, giống như theo mắt trái tiêu tan bắt đầu biến mất, đem mắt trái của ta trả lại cho ta. Trong lúc Vương Lâm hấp thu khí tức truyền thừa này, trong đầu lại một lần nứt vang lên tiếng gào thét này. Đúng lúc này, sau khi thác sâm phong ấn tấm lưới hư ảo, trong mắt bùng lên chiến ý, hướng về vương lâm đi nhanh tới, tay phải hắn dơ lên trời hung hăng nắm lại, trong tiếng nổ ầm ầm, chỉ thấy một thanh trường mâu dài trăm tượng bất ngờ xuất hiện trong tay phải thác sâm, bị hắn cầm trong tay. Pháp khí vương tộc của đồ ti, diệt thần mâu. Trong tiếng gào thét, thác sâm tay phải cầm diệt thần mâu, hướng về phía vương lâm hung hăng phóng tới trong tiếng ầm ầm, diệt thần mâu này lóe lên ánh sáng chói mắt, tản mát ra khí tức cổ thần nồng đậm, như một tia chớp phá khai thiên địa, lao thẳng tới Vương Lâm, mắt trái của Vương Lâm không ngừng chảy máu, nhúng đỏ thân thể, nhìn thấy mà giật mình. Ngay khi diệt thần mâu này gào thét lao tới, Vương Lâm ngãn đầu, mắt trái của hắn nhìn mọi vật đã mơ hồ hơn phân nửa, ký ức trong đầu càng bị xé rách khiến cho mặt hắn nổi đầy gân xanh, ngay khi diệt thần mâu tới gần, thác sâm trong nháy mắt nhảy vọt tới, thời gian đã trôi qua 40 nhịp thở. Lực phản chấn trong chiếc ghế dâng lên, ầm ầm truyền vào trong cơ thể Vương Lâm. Hắn nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện ra đạo của diệp mịch năm đó ngồi ở trên ghế này, hướng về phái trước phun một quyền. Một trưởng, thần chấn, binh tu liệt vị, Vương Lâm nhắm mắt, thân thể như đang hô hấp, hung hăng hít một hơi, dưới lực phản chấn kịch liệt thất khiếu chảy máu, nhưng từ bên trong chiếc ghế kia đã hấp thu được một lượng lớn khí tức truyền thừa, tay trái hướng về phái trước nhẹ nhàng vung một quyền, hô không phái trước lập tức vặn vẹo, từng gợn sóng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía tràn ra, tinh điểm thứ 8 bên ngoài bảy tinh điểm trên mi tâm đang xoay tròn kia, theo một cái hít hơi bất ngờ ngưng tụ lại, vòng xoáy kia nhanh chóng hình thành, vòng xoáy ngưng tụ, mặc dù vẫn còn rất lâu mới có thể chính thức trở thành tinh điểm thứ 8, nhưng cũng giống như trúc cơ tu sĩ, chỉ cần là trúc cơ cũng có tư cách trở thành bát tinh cổ thần bất cứ một tinh điểm nào sinh ra cũng đều phải từ tiên khí xoay tròn thành hình, sau đó không ngừng ngưng tụ trong lúc xoay tròn, khi hấp thụ đủ cổ thần lực sẽ thành tinh điểm. Tốc độ của diệt thần mâu cực nhanh, gào thét lao mạnh tới, chỉ còn cách vương lâm chưa tới 10 trượng, tóc vương lâm cuộn về phía sau, đã vụng từ đài cao bên dưới chiếc ghế hướng về phía sau bắn loạn xạ, ma đạo, sinh tử nghịch động, vương lâm thủy chung nhắm hai mắt, tay trái từ quyền hóa thành một chỉ, điểm mạnh về phía trước trong tiếng ầm vang, ngón tay này điểm vào không ngờ chính là diệt thần mâu. Ngay khi ngón tay này va chạm với diệt thần mâu sắc nhọn kia, hai mắt vương lâm mở bừng ra, cùng lúc đó, thần thức của hắn lại ầm ầm tuôn ra, bất chấp hết thảy dung nhập vào trong chiếc ghế. Dưới lực phản chấn của chiếc ghế này, từng tầng thần thức kia trong lúc tan vớ, theo chiếc ghế đi vào tầng thứ ba có trái tim đang đập, tiến thẳng tới trái tim kia, chương 1477, đạo cổ truyền thừa, một quyền, một chỉ, ngay khi Vương Lâm mở mắt ra liền bạo phát tới cực điểm. Một quyền thần chấn kia hình thành những gợn sóng vô biên vô hạn, những gợn sóng này không ngừng chấn động, từng tầng khuếch tán ra, lấy chiếc ghế chỗ Vương Lâm làm trung tâm khiến mặt đất bốn phía ầm ầm vỡ nát, chấn động rung chuyển, vô số mảnh vỡ của mặt đất giống như bị nhấc lên, trong tiếng gào thét hướng về tám phương quét ngang ra. Trong mỗi một gợn sóng đều ẩn chứa vô số chấn động, dưới một quyền của Vương Lâm ầm ầm tuôn ra mặt đất của cung điện tan vỡ, hư không bị xé rách, phát ra tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc. Theo mặt đất tan rã, những thi thể còn lại toàn bộ vỡ tung, trong lúc cuộn lên lấy chỗ của Vương Lâm làm trung tâm hóa thành một cơn lốc khổng lồ, cơn lốc này ầm vang, lao thẳng tới Thác Sâm, Thác Sâm gầm nhẹ, trong cơ thể truyền ra tiếng nổ ầm ầm, dưới cơn lốc này thân thể hắn dãy dũa bước về phía trước, Vương Lâm thu quyền lại, một chỉ ma đạo đột nhiên va chạm với diệt thần mâu đang gào thét lao tới kia. Tiếng vang nổi lên, ác đi thanh âm của cơn lốc vừa rồi, giống như một tiếng trống dân kinh thiên, toàn thần diệt thần mâu kia chấn động, thần chấn cùng ma đạo lực từ trong ngón tay của vương lâm truyền ra, trực tiếp truyền lên diệt thần mâu, khiến cho cây mâu này đang mạnh mẽ tấn công tới bất ngờ dừng lại, dường như ngón tay của vương lâm lúc này trở thành một thứ cứng rắn nhất trong thiên địa, đủ để làm chấn động diệt thần mâu, diệt thần mâu chấn động, kịch liệt rung rẩy. Sự run rẩy này ngoài việc va chạm với một chỉ sinh tử nghịch chuyển của vương lâm ma đạo, còn là do những chấn động của những gợn sóng gây ra. Gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng tràn ra, tấn công tới diệt thần mâu, khiến cho bề mặt của cây mâu này lập tức xuất hiện từng tầng ký hiệu chi chít. Những ký hiệu này kịch liệt lóe lên, giống như ở dưới chấn động này muốn tách ra. Diệt thần mâu, pháp khí vương tộc mạnh nhất của cả đời đồ ti, thác xâm thân đã tiếp cận rất gần tới trình độ của đồ ti, Diệt thần mâu ở trong tay hắn uy lực cũng chỉ thấp hơn đồ ti một chút, ngay khi một chỉ của Vương Lâm chạm vào Diệt thần mâu, lập tức hắn cảm nhận được một luồng đại lực không cách nào hình dung được lao tới. Ngón tay của hắn ở dưới sức mạnh này muốn tan vỡ, luồng đại lực kia lại còn truyền vào trong cơ thể, tiếng ầm ầm nổi lên, khóe miệng Vương Lâm tràn ra máu tươi, nhưng trong nháy mắt cũng lộ ra vẻ kiên định, thần sắc thủy chung vẫn bình tĩnh, dường như hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn kể cả sức mạnh khổng lồ từ trong diệt thần mâu này truyền ra. Giờ phút này thần thức của hắn không tiếc hết thảy truyền vào trong chiếc ghế, theo sự liên hệ kỳ dị với trái tim ở tầng thứ ba kia nhanh chóng tiếp cận với nó, nhưng càng tới gần, lực phản chấn kia càng lớn, với sức mạnh của bản thân Vương Lâm không thể làm cho thần thức của mình hoàn toàn chạm vào trái tim ở tầng thứ ba kia. Ngay trong khoảnh khắc này, sức mạnh khổng lồ từ diệt thần mâu truyền ra nổ tung trong cơ thể Vương Lâm, theo thân thể Vương Lâm hướng ra ngoài ầm ầm tiết ra chiếc ghế ở dưới cơ thể vương lâm lập tức lại xuất hiện thêm rất nhiều vết nứt đài cào ở bên dưới lại vớ tan thêm một chút cùng lúc đó luồng đại lực nhập vào trong cơ thể bị vương lâm mạnh mẽ dẫn động hóa thành một sức mạnh dẫn dắt thần thức của hắn hướng vào cái ghế kia thần thức của hắn vốn đã sắp sửa tiêu tan dưới lực phản chấn này tốc độ đã chậm lại nhưng nhờ có lực đẩy này cũng đột nhiên như mũi tên rời khỏi dây cung xuyên qua lực phản chấn trực tiếp phá vỡ hết thảy theo sự liên hệ kỳ dị kia tiến vào trong tầng thứ ba, trong tiếng ầm ầm, chạm tới trái tim đang đập kia, ngay trong khoảnh khắc này, ngay khi thần thức của Vương Lâm tiếp xúc với trái tim kia, quá trình truyền thừa thực sự đột nhiên bắt đầu. Trong tâm thần Vương Lâm lập tức nghe thấy những tiếng tim đập thình thịch, thình thịch, thanh âm này như sấm, ngay khi vang vọng trong tâm thần hắn, thậm chí còn dẫn dắt cả trái tim của Vương Lâm, làm cho trái tim hắn cùng với trái tim trong tầng thứ ba, trong khoảnh khắc này duy trì một nhịp đập giống nhau y hệt, nhịp đập này càng lúc càng nhanh, ngay khi nhịp đập này được duy trì, trái tim Vương Lâm lập tức truyền ra từng chân đau nhức, giống như chịu đựng một áp lực cực hạn, cũng ngay khi nhịp đập này được duy trì, dường như giữa trái tim Vương Lâm cùng với trái tim trong tầng thứ ba liền nảy sinh được một sự liên hệ kỳ dị, một loạt ký ức khiến cho đầu Vương Lâm đau nhức như muốn nứt ra nhanh chóng nhập vào trong đầu, ký ức này vô cùng hỗn độn, giống như là thủy triều, không quan tâm vương lâm có thừa nhận hay không gào thét vọt tới một cơn đau nhức giống như hồn phách bị xé rách so với tổn kiếp của cổ thần năm đó còn lớn hơn vô số lần trong sự thống khổ này vương lâm kêu lên một tiếng thảm thiết thịt 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 trái tim trong tầng thứ ba đập càng lúc càng nhanh trong nháy mắt dường như nối liền với nhau hình thành một thanh âm liên tục trái tim vương lâm cũng bị dẫn dắt đập rất nhanh dường như có thể xuyên thấu thân thể vương lâm nhìn lồng ngực trên thân thể cổ thần của hắn có thể thấy rõ trái tim của hắn tràn ngập rất nhiều mạch máu, điên cuồng nhúc nhích, giống như muốn nổ tung. Còn có rất nhiều máu tươi từ trên những mạch máu kia chảy ra, nhúng đỏ bốn phía, hết thảy chuyện này nói đến thì lâu, nhưng thực tế lại diễn ra trong chớp mắt, trái tim ở trong tầng thứ ba này trong lúc đập kịch liệt, dường như có một tiếng thở dài vang vọng trong tầm thần vương lâm, theo sau đó là những tiếng ầm vang, trái tim ở trong tầng thứ ba kia bùng phát ra một luồng đại lực cuối cùng, phóng thẳng tới tâm thần Vương Lâm. Vương Lâm phun ra máu tươi, trái tim hắn trong nháy mắt lại xuất hiện vô số vết nứt. Ngay khi cơn đau nhất truyền đến, thần sắc Vương Lâm giữ tận, ở phía sau đột nhiên xuất hiện thân ảnh của thần đồ ti. Thân ảnh này giờ phút này vẻ mặt cũng thống khổ, giống như đang giãy dụa. Dưới luồng đại lực cuối cùng từ trái tim ở tầng thứ ba bùng phát ra, hư ảnh đồ ti cao chọc trời ở phía sau Vương Lâm trực tiếp tan vỡ hóa thành từng mảnh, giống như cổ thần truyền thừa của Vương Lâm bị người ta xóa đi. Ngay khi hư ảnh đồ ti này tan vỡ, một cái đầu rất lớn thay thế đồ ti xuất hiện ở phía sau Vương Lâm. Cái đầu này to bằng toàn thân của đồ ti, nhưng rất lờ mờ, nhìn không rõ tướng mạo. Trong mắt trái có một vùng trống trải, còn có máu đen lưu lại ở đó. Mơ hồ nhìn lại, cái đầu này dữ tận vô cùng, ngay khi cái đầu này xuất hiện, luồng đại lực cuối cùng từ trong trái tim ở tầng thứ ba truyền ra ầm ầm nhập vào cơ thể vương lâm đài cao ở dưới chân vương lâm đột nhiên toàn bộ tan vỡ đài cao như một ngọn núi này từng tầng tan vỡ vô số đá vụn tứ tán tiếng ầm ầm kinh thiên đài cai này hoàn toàn tan vỡ giống như không chịu đựng nổi luồng đại lực này ngay cả chiếc ghế kia cũng chấn động tan vỡ hơn phân nữa trong sự tàn phá này tay vịn vỡ tung ngay cả chỗ dựa ở lưng cũng vỡ mất một nửa thân thể vương lâm dưới luồng đại lực này giống như muốn vỡ tung trong tiếng gầm nhẹ tay trái vương lâm điểm lên diệt thần mâu kia thu lại vung lên huyết quang ngợp trời bùng lên chỉ thấy huyết kiếm kia trực tiếp hiện ra lúc này diệt thần mâu kia không còn bị một chỉ của vương lâm cản trở trong tiếng gào thét vọt thẳng tới vương lâm dường như muốn xuyên thấu thân thể vương lâm huyết quang lóe lên ngay khi huyết kiếm xuất hiện hòa vào luồng đại lực lúc này đủ để hủy diệt thân thể Vương Lâm hòa vào lực tấn công phá vỡ đài cao, tàn phá chiếc ghế, còn có một khí thế cực kỳ bá đạo hiện lên từ khí tức truyền thừa từ trái tim trong tầng thứ ba kia, lao thẳng tới diệt thần mâu kia, tiếng ầm vang kinh thiên nổi lên, trong phút chốc, huyết kiếm cùng với diệt thần mâu va vào nhau ở phía trước người Vương Lâm. Diệt thần mâu này toàn thân kịch chấn, chỉ thấy trên mũi mâu, huyết kiếm thế như chẻ tre, trực tiếp chẻ mũi mâu làm đối giống như chẻ một cây tre sức tấn công kinh người này cùng với sự sắc bén từ giữa diệt thần mâu lóe lên mà xuyên qua huyết quang lóe lên huyết kiếm xuyên qua diệt thần mâu kia lao thẳng đến thác sâm đang gào thét lao tới trong nháy mắt đâm vào ngực thác sâm giống như trong thiên hạ không có bất cứ vật nào có thể ngăn cản sự sắc nhọn của huyết kiếm ngay khi nó đụng vào thác sâm trong một tiếng gầm rú thê lương trực tiếp xuyên thấu máu tươi bắn ra ra bốn phía lóe lên ở phía sau lưng thác sâm Thác sâm phun ra máu tươi, thân thể đang tiến về phía trước chấn động lão đảo, liên tiếp lùi về sau mấy trăm trượng, ầm một tiếng, quỳ trên mắt đất, ngẩng mạnh đầu. Giờ phút này, diệt thần mâu kia ở trước người vương lâm một phân thành hai, lướt qua bên người vương lâm, vịt một tiếng lập tức cắm lên mặt đất. Toàn bộ ký hị trên đó đều tan vỡ, trên mi tâm vương lâm, vòng xoáy sắp sửa hình thành tinh điểm thứ tám kia đang lờ mờ giống như hấp thụ được khí tức vo biên ngay lập tức hoàn toàn ngưng tụ hình thành một vòng xoáy hoàn chỉnh, đây là quá trình ngưng tụ khó khăn nhất trước khi trở thành tinh điểm thứ 8, cho Vương Lâm cơ sở để đột phá một cửa ải quan trọng hình thành một tinh điểm thứ 8 thật sự, cho Vương Lâm một bằng chứng để có thể trở thành một Bát Tinh Cổ Thần sau này, nếu không có vòng xoáy này, Vương Lâm muốn trở thành Bát Tinh Cổ Thần cũng sẽ cực kỳ gian nan, nếu không có vô số vạn năm ngưng tụ, hoàn toàn không thể thành công được. Bát Tinh Cổ Thần, trong bộ tộc Cổ Thần sự hung mạnh chỉ đứng sau cửu tinh sao có thể dễ dàng đạt tới như vậy dưới luồng đại lực từ trong trái tim ở tầng thứ ba tuôn ra thi thể của cổ ma ma mà tay phải vương lâm thủy chung vẫn lên kia toàn thân chấn động thân thể bằng đá lập tức toàn bộ tan vỡ không còn một chút cảm giác cứng rắn của đá cùng lúc đó trong mắt phải của cổ ma này tinh điểm cổ ma nhanh chóng chui ra khối ma tinh thứ năm thứ sáu đột nhiên xuất hiện toàn bộ mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt mắt trái của vương lâm đã lờ mờ hơn phân nửa Cơn đau nhất không chỉ từ trong tim truyền ra, từ linh hồn truyền ra, mà còn có một cảm giác ký ức bị xé rách tràn ngập, mắt trái của hắn cũng có máu tươi chảy xuống, nếu tiếp tục kiên trì, mắt trái của hắn sẽ hoàn toàn bị mù, còn ký ức cũng giống như đạo cổ kia, bị mất đi một nửa, mất đi ký ức, mất đi tất cả những kỷ niệm với cha mẹ, đối với người yêu, đối với cố hương, việc này Vương Lâm không thể làm được. Trong tiếng kêu thê lương thân thể hắn đột nhiên từ trên chiếc ghế lần đầu tiên đứng lên, hắn đã rời khỏi ghế, ngay khi hắn rời khỏi, sự liên hệ giữa trái tim hắn và trái tim trong tầng thứ ba đột nhiên bị cắt đứt. Chiếc ghế kia hoàn toàn trở thành đá viện, không còn tồn tại nữa, toàn bộ cung điện, đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có hai tiếng hít thở dồn dập vang vọng bên trong cung điện này. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, chiếc đầu lâu khổng lồ thay thế hư ảnh đồ ti xuất hiện ở phía sau hắn chậm rãi tiêu tan. Hồi lâu sau, thần sắc Vương Lâm dần dần bình phục, mở hai mắt, từ nay về sau, ta không còn là cổ thần truyền thừa của đồ ti nữa, mà là đạo cổ, tay phải Vương Lâm từ trên thi thể cổ ma kia dơ lên điểm lên mi tâm, hướng ra phía ngoài kéo mạnh một cái. Lập tức u quang lóe lên, ký ức truyền thừa của đồ ti lấy được ở vùng đất cổ thần năm đó bị Vương Lâm chậm rãi lấy ra từ trong hồn phách, chương 1478, về nhà. Truyền thừa của Đồ Ti đã theo Vương Lâm hơn 1.000 năm cho đến tận bây giờ, nhưng lúc này, truyền thừa này đã không còn tác dụng, Đồ Ti cũng chỉ đạt tới đỉnh cao của bác tinh cổ thần mà thôi. Trên tay phải Vương Lâm dần dần hiện lên đám hào quang do ký ức truyền thừa kia hóa thành. Hắn nhìn đám hào quang này trầm mặt một lát, rồi vung mạnh về phía trước, đám hào quang này bay thẳng tới thác sâm, cho ngươi, thác sâm đang quỳ trên mặt đất, trên ngực máu thịt hỗn độn đang nhanh chóng trị thương sửng sốt một chút rồi tiếp nhận ký ức truyền thừa mà hắn cực kỳ khao khát, có thể vì nó mà phát điên, đã khiến hắn phải truy đuổi tới tận giới ngoại này, thân thể hắn rung lên một cách rõ ràng, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu. Từ năm đó khi chỉ là một tia ma niệm, bị phong ấn vô số năm, cuối cùng trơ mắt nhìn ký ức truyền thừa này bị vương lâm lấy đi, sự phẫn nổ và hận ý này bốc lên ngập trời. Vì ký ức truyền thừa này hắn có thể bất chấp hết thảy, sau khi phá khai phong ấn chiếm lấy thân thể của đồ ti bắt đầu quá trình tìm kiếm rất lâu dài quá trình này tràn đầy sự khổ cực hắn đã vô số lần nghĩ tới cuối cùng mình sẽ có một ngày từ trên thân thể vương lâm rút ra ký ức truyền thừa khiến cho bản thân trở thành một truyền thừa hoàn mỹ không có bất cứ một khiếm khuyết gì nhưng làm thế nào hắn cũng không nghĩ tới ký ức truyền thừa mà mình mong muốn có được không ngờ lại có một ngày được vương lâm chủ động trả lại cầm đám hào quang do ký ức truyền thừa biến thành thác sâm trầm mặt Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp liếng nhìn Vương Lâm một cái, đa tạ. Cả đời này Thác Sâm chưa bao giờ nói một câu đa tạ, trong đầu hắn hoàn toàn không có hai chữ này, không ai có thể có tư cách để khiến cho hắn đa tạ. Thậm chí trong suy nghĩ của hắn, hắn không cần phải đa tạ bất cứ kẻ nào, sự điên cuồng của hắn, sự kiêu ngạo của hắn đã ngấm vào trong xương, truyền thừa của đồ ti trở nên hoàn chỉnh, liệu hắn có thức tỉnh hay không, người có tiêu tan hay không, ta không quan tâm đạo cổ truyền thừa vương lâm đã lấy đi một phần mặc dù chỉ là một phần nhưng truyền thừa này là duy nhất ngoài hắn ra không người nào có thể tiếp tục có được nếu một ngày tu vi vương lâm đạt tới trình độ có thể lại một lần nữa hấp thu hắn sẽ còn quay trở lại nơi này tiếp tục truyền thừa sau khi để lại một câu nói vương lâm vung tay phải lên linh động và chu cẩn đang chấn động đằng xa lập tức bị vương lâm thu vào trong thiên hoàng lô hắn còn thu thi thể của cổ ma kia vào trong không gian trữ vật thu lại cổ tức diệp, khuyết kiếm và tất cả mọi thứ, Vương Lâm từng bước tiến về phía trước. Hắn đã lấy được một phần ký ức của đạo cổ, đối với tầng thứ nhất này so với người khác hiểu rõ hơn rất nhiều. Trong lúc bước đi, dưới chân hắn xuất hiện một đám gợn sóng, thân ảnh đang chuẩn bị biến mất khỏi cung điện. Nhưng vào lúc này, thân thể Vương Lâm đột nhiên dừng lại, chưa rời khỏi, mà nhẹ nhàng xoay người nhìn về hư không phía xa xa. Chỉ thấy ở phía bắc của cung điện, bên trong hư vô kia đột nhiên có gợn sóng nổi lên gợn sóng kia càng lúc càng lớn trong phút chốc khuếch tán ra vô tận hóa thành một tấm lưới hư ảo khổng lồ một luồng uy áp từ bên trong lan ra ngay sau đó một hư ảnh rất lớn bất ngờ xuất hiện ở phía sau tấm lưới hư ảo này ở bên ngoài tấm lưới không nhìn thấy rõ ở bên trong nhưng vương lâm ở bên trong lại nhìn thấy rất rõ ràng ở phía sau tấm lưới hư ảo này có một bông đen khổng lồ bóng đen này toàn thân hình tròn vô cùng to lớn bên ngoài thân thể còn có vô số tua chập chờn chuyển động một luồng khí tức cổ thần từ trong miệng vật này phun ra không ngờ tấn công vào tấm lưới hư ảo này chính là vọng nguyệt trên đỉnh đầu vọng nguyệt lúc này có hai tu sĩ đang đứng rất rõ ràng đó là bọn người vũ đông thiện thần sắc hai người này rất cảnh giác không ngừng cẩn thận quan sát bốn phía dường như đang đề phòng tất cả mọi việc ngoài ý muốn có thể gặp phải hai người này dựa vào vọng nguyệt ở bên trong cổ mộ này không cần đài mộ cũng giống như thác sâm tìm được đến chỗ cung điện này đang chuẩn bị khiến vọng nguyệt phá vỡ tấm lưới tiến vào bên trong nhưng vượt qua cấm chế tiến vào cung điện này thật sự quá mức khó khăn dựa vào phân tích của hai người bọn họ coi như không có hy vọng cũng phải cần rất lâu mới có thể hòa tan được cấm chế này hai người mặc dù sốt ruột nhưng cũng không thể không lo lắng chờ đợi ánh mắt vương lâm lóe lên khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh thân thể bước về phía trước trực tiếp đi tới bên cạnh tấm lưới hư ảo vừa mới xuất hiện ở phía bắc cung điện này, sau khi giơ tay phải lên túng lấy liền kéo mạnh một cái, trong tiếng ầm ầm, tấm lưới hư ảo kia lập tức được mở ra một cái khe lớn. Bên ngoài cái khe hai người bọn Vũ Đông Thiện hiển nhiên ngay sau đó vô cùng sửng sốt, không kịp thấy rõ hết thảy, lập tức liền có một cơn cuồng phong đột nhiên xuất hiện từ bên trong cái khe ập vào mặt, sức mạnh ẩn chứa trong cơn cuồng phong này hai người hoàn toàn không có một chút sức lực chống cự thân thể trực tiếp bị cuốn lấy, trong tiếng kêu thảm thiết phục ra máu tươi, thậm chí vì sao cơn cuồng phong này xuất hiện, ngay cả thân ảnh vương lâm bọn họ cùng không nhìn thấy, lập tức trong đám máu tươi tràn ra, bị vương lâm cuốn vào trong không gian trữ vật, nga cả vọng nguyệt kia dưới cơn cuồng phong này thân thể khổng lồ ầm ầm lui về phía sau, hai mắt đục ngầu lộ ra tinh quang, nhất là trên mi tâm của vọng nguyệt hiển nhiên là ký hiệu phong ấn, lúc này lại càng lóe lên kịch liệt. Vương Lâm bước ra khỏi cái khe, không dừng lại chút nào vung tay áo thân thể vọng nguyệt kia ầm ầm chấn động ở phía sau xuất hiện một cái khe rất lớn trực tiếp bị hút vào bên trong biến mất khỏi cổ mộ bị vương lâm bắt được la trần hẳn là vẫn đang ở trong cơ thể vọng nguyệt la trần đối với vương lâm có ân việc này vương lâm thủy chung vẫn còn nhớ sau khi bắt lấy vọng nguyệt vương lâm thở dài tiến về phía trước thân ảnh biến mất toàn bộ cung điện bị phá nát lúc này chỉ còn lại một mình thác sâm kinh ngạc nhìn ký ức truyền thừa ở trong tay mình. Trong lòng hắn không hề vui sướng, mà chỉ có một sự do dự và hoang mang. Truyền thừa mà hắn khao khát cả đời lúc này đang ở trước mắt, nhưng hắn cũng không biết thứ mà cả đời hắn tìm kiếm đối với mình mà nói là đúng hay sai. Đồ ti, từ ngày ta sinh ra, ra đã biết mình chỉ là một tia ma niệm. Chỉ là ký ức này thật sự giống như, ngươi thật sự đã vì phân thân thất bại mà chết. Còn, Ta chính là một bộ phận của phân thân thuật mà ngươi để lại. Ta, là thác sâm. Hay là đồ ti, vẻ hoang mang trong mắt thác sâm càng đậm, yên lặng quỳ ở đó, dường như đang trầm tư, quên đi thời gian đang trôi qua. Bên trong cổ mộ, sau khi cái khe thông tới thái cổ tinh thần bị đóng lại, sương mù càng đậm, tràn ngập giống như biển cuồn cuộn. Lúc này ở bên trong cổ mộ vẫn còn một vài tu sĩ phàm là những người sau những đột biến lúc trước còn sống sót đều là những người có tu vi cao thâm, mà tâm trí cũng cực cao, cho nên mới có thể dùng mọi cách để tránh được tất cả những nguy hiểm. Có thể nói, những người này toàn bộ đều là tinh hoa của những bộ lạc trong thái cổ tinh thần. Giao phút này, ở bên trong tấm bản đồ thứ 9, trong một không gian hỗn độn vô tận, thân ảnh Vương Lâm hiện ra, dần dần thực chất hóa. Vị trí của hắn hiện giờ so với cung điện kia là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, tránh được nữ tử phong tình trong bát phi kia đối với tất cả tu sĩ trong cổ mộ này vương lâm đa không còn bất cứ một hứng thú gì mà nơi đây nhất là diệu âm đạo tôn cùng với cửu thiên ma tôn còn có đại hoang thượng nhân tu vi đều thâm sâu khó lường mặc dù bị một tiếng trống gây thương tích nhưng những người này đã sống qua hang vạn năm chắc chắn có đủ loại thần thông vương lâm không giống như năm đó đánh nhau với trưởng tôn nổi lên ý niệm điên cùng muốn giết chết toàn bộ những người này Việc không thực tế này không phù hợp với ý định lúc này của hắn, hơn nữa cổ mộ đã bị Vương Lâm hoàn toàn khóa kín, những người này sẽ bị nhốt ở đây trong một thời gian dài, không thể ra ngoài. Điều này cũng đã quá đủ rồi, sau khi hiện thân, Vương Lâm giơ tay phải lên hướng về phía trước túng vào hư không, lập tức tấm bản đồ thứ chín ầm ầm chấn động. Chỉ thấy ở phía trước Vương Lâm, bên trong hư vô kia đột nhiên có từng gợn sóng vặn vẹo nổi lên, giống như bị xé rách xuất hiện một cái khe rất lớn. Trong cái khe này có tiếng ầm ầm truyền ra, một tòa lầu cắt rất lớn màu hoàng kim ở bên trong cái khe chậm rãi hiện ra. Địa phù, ánh mắt vương lâm lóe lên, theo một phần ký ức truyền thừa của đạo cổ, hắn biết được phương pháp làm thế nào ở nơi này có thể mở ra địa phù của dịp mịch. Tòa lầu cắt này có ba cửa sổ, cửa lớn của lầu cắt bị khóa chặt. Nhưng từ bên trong có ba cửa sổ này Vương Lâm có thể nhìn rõ bên trong có ba đạo hào quang. Một luồng uy áp vô biên từ bên trong lầu các này truyền ra, bao phủ bốn phía, ngay khi lầu các này xuất hiện, bên trong cổ mộ, toàn bộ tu sĩ đều ngay lập tức cảm nhận được. Nhất là ba người Diệu Âm, Cửu Thiên, Đại Hoang lại càng phát hiện được rõ ràng, Vương Lâm không chút trì hoãn, ngay khi địa phù này xuất hiện liền vung tay áo, quét ngang, lập tức đem địa phù này từ bên trong cái khe cuốn ra, sau khi đưa vào trong không gian trữ vật, liền xoay người bước đi, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất lúc xuất hiện, Vương Lâm đã đi tới bên trong tấm bản đồ thứ năm, bên ngoài vùng đất bị phong ấn chỗ của cổ tức diệp. Nơi đây vẫn còn nguyên như trước khi Vương Lâm rời khỏi, không có bất cứ tổn hại gì. Xem xét một chút, Vương Lâm vung tay phải lên, một lá cổ tức diệp dán lên trên đó, ngay khi lối vào mở ra, chiếc lá này lại bay vào, toàn bộ nơi này vẫn như cũ, vòng xoáy lơ lửng trên mặt đất kia thủy chung vẫn tồn tại, chậm rãi chuyển động, đi tới bên cạnh vòng xoáy, Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát. Với cảm nhận của hắn đối với cổ mộ giờ phút này, có thể phát hiện được rõ ràng dao động khi địa phù xuất hiện vừa rồi. Những tu sĩ sống sót trong cổ mộ này đang nhanh chóng tiến tới. Trong đó có một vài thần thức cực kỳ mạnh mẽ đã tập trung ở trên người mình, đang muốn đi tới nơi này. Ánh mắt lóe lên, Vương Lâm giơ tay phải lên đánh ra một ấn ký, hướng lên bầu trời võ một cái. Ấn ký kia trực tiếp biến ảo, tiêu tan không còn. Ngay khi nó tiêu tan, biển sương mù dưới chính tấm bản đồ trong tầng cổ mộ thứ nhất này ầm ầm chuyển động, từng tiếng kêu chói tai từ bên trong đám sương mù truyền ra, giống như trong đó có ẩn chứa vô số chiến hồn. Trước khi đi, ta tặng cho các người một lễ vật, một ấn ký này của Vương Lâm chính là ấn ký để mở ra tầng cổ mộ thứ hai. Trong lúc cười lạnh, Vương Lâm từng bước tiến vào bên trong vòng xoáy. Ngay khi thân ảnh hắn chuẩn bị biến mất, hắn giơ tay phải hướng về phía sau túng một cái, trong tiếng ầm ầm, toàn bộ vùng đất bị phong ấn này biến mất không còn, bị Vương Lâm thu lấy, cũng giống như vòng xoáy này, vĩnh viễn biến mất khỏi cổ mộ. Ngay khi vùng đất bị phong ấn này biến mất, ba người diệu âm lão đạo phóng nhanh tới. Nhưng cũng đã chậm một bước, ở trước mắt bọn họ là một khoảng trống không. Cùng lúc đó, ngay khi Vương Lâm rời khỏi, Khắc Sâm đang trầm mặt trong cung điện kia giống như hạ quyết tâm, đưa lý ức truyền thừa cầm trong tay đặt lên mi tâm, giới nội, vừa lôi tiên giới ngoài biên giới của la thiên tinh vực ở chỗ tham lang bị cuốn vào năm đó giờ phút này trong tinh không lấp lánh đột nhiên có một cái khe bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh mặc áo trắng từ bên trong bước ra ngay khi thân ảnh này xuất hiện một khí thế kinh thiên từ trong cơ thể hắn ầm ầm phát ra hóa thành một uy áp tràn ngập khắp la thiên tinh vực sự hung mạnh của uy áp này đủ để khiến cho hang vạn sinh linh tâm thần run rẩy lỗ phu tử là người đầu tiên cảm nhận được rõ ràng từ trong nhập định bừng tỉnh, không ngờ không phải là thái cổ tinh thần ở giới ngoại, mà đã về tới bên trong La Thiên, về tới nhà rồi. Thân ảnh mặc áo trắng bên ngoài cái khe trầm mặt ít lâu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Chương 1479, La Thiên chuẩn bị cho cuộc chiến. Trong La Thiên tinh vực dưới một không khí khẩn trương, ở phía tây bắc của La Thiên tinh vực có một tinh chân vô biên do 439 tu chân tinh tạo thành. Bên ngoài tinh chân này có rất nhiều tu sĩ qua lại, không ngừng tích tụ uy lực cho tinh trận này và đánh ra ấn ký. Ở chỗ xa hơn, cầu vòng gào thét, vô số tu sĩ chia thành từng tổ dưới sự dẫn đầu của người chỉ huy từ trong tinh hải mịt mờ chọn ra rất nhiều tu chân tinh, mạnh mẽ kéo đến, ở bên trong tinh chân này có một vòng xoáy sương mù. Đám sương mù này không dày, có thể nhìn thấy rõ ở bên trong đám sương mù là một lão già đang khoanh chân ngồi, lão già này toàn thân mặc đạo bào, thần sắc không giận mà uy nghiêm, nhưng sắc mặt lại hơi tái nhợt, trong lúc thổ nạp có sấm sét ầm ầm giống như bên trong cơ thể của lão già này ẩn chứa vô số đạo sấm sét lão già này chính là cao thủ bước thứ ba trong la thiên tinh vực lỗ phu tử không niết sơ kỳ thân là cao thủ bước thứ ba trong giới nội cực kỳ hiếm thấy mấy vạn năm khó có được một người lỗ phu tử cũng giống như thần tiên địa vị cực cao hết thảy tu sĩ trong mắt hắn cũng chỉ giống như con kiến Lỗ phu tử có thể nói là người bảo vệ cho lỗ phu tử cũng là người năm đó đã phát động cuộc đại chiến với liên minh. Cả đời này hắn chỉ có trước mắt thác sâm là chật vật, phải trốn chạy. Sau đó thác sâm kia xuất hiện ở la thiên tinh vực, lỗ phu tử này kinh tâm động phách, thi triển bí thuật vội vàng trốn đi, cho đến khi thác sâm rời khỏi, lúc này mới lại xuất hiện. Sau nhiều năm chữa trị, tuy hương hỏa không đủ, nhưng lỗ phu tử cũng có phương pháp đặc biệt, nên thương thế sau trận đánh với Thác Sâm cũng đã dần hồi phục, tất cả mọi chuyện đang rất yên bình, nhưng ngày hôm nay, ngay khi Vương Lâm từ cổ mộ đi ra, bước vào La Thiên Tinh vực, Lỗ Phu Tử đang khoanh chân ngồi lập tức mở bừng hai mắt, trong khóe mắt lóe lên tinh quang, hắn không kịp suy nghĩ kỹ càng, lập tức cảm nhận được uy áp Vương Lâm phát ra, quét ngang toàn bộ La Thiên Tinh vực. Dưới uy áp này, Lỗ Phu Tử sắc mặt âm trầm đại biến, hắn nhanh chóng đứng lên, mắt lộ vẻ kinh hoàng quắt mắt nhìn chầm chầm đằng xa, ánh mắt hắn như có thể xuyên thấy hết thảy, nhìn thấy Vương Lâm đang ở đằng xa bước vào la thiên tinh vực, nhưng hắn vẫn chưa kịp thấy rõ liền lập tức bị một luồng đại lực trong lúc hoang mang nhập vào trong thần thức, làm nhiễu loạn tâm thần hắn, lập tức hoa mắt, toàn bộ đều trở nên mơ hồ, lỗ phu tử sắc mặt đại biến, lông mày nhăn lại, người này là ai, thấy không rõ hình dáng. Nhưng thần thức của hắn, ta cảm thấy dường như đã từng quen biết hắn vẫn chưa đạt tới bước thứ ba nhưng vì sao ở trên thân thể mơ hồ của hắn ta lại có một cảm giác đáng sợ như vậy ở bên trong vòng xoáy cũng không phải chỉ có một mình lỗ phu tử ở bốn phía của hắn lúc này có bốn lão già đang ngồi lỗ phu tử đứng dậy thần sắc biến hóa khiến cho bốn lão già này tâm thần chấn động đều đứng lên nhìn về phía lỗ phu tử bốn lão già này nếu là vương lâm thì liếc mắt một cái sẽ nhận ra bọn họ đều là những tu sĩ quen thuộc năm đó viêm lôi tử của lôi tiên điện liệt vân tử năm đó bị vương lâm đánh trọng thương còn có lão tổ của diêu gia huyết thần tử đã từng truy sát vương lâm bị thanh thủy cản trở sau đó bị trọng thương trong trận đánh ở liên minh đã hồi phục ngoài ba người này người cuối cùng chính là hướng vân đông hướng vân đông này chính là người đã dẫn đường đưa vương lâm tới tổ tinh của hướng gia khiến cho vương lâm phải chịu đựng thất tịch thuật bị lão tổ hướng gia lừa gạt hút đi gần như toàn bộ sức sống tiền bối không biết đã xảy ra chuyện gì vậy Viêm lôi tử đi theo lỗ phu tử đã lâu, lúc này nhìn thấy đối phương biến sắc, tâm thần không khỏi chấn động, do dự một chút, rồi ôm quyền cung kính hỏi, đám người liệt vân tử ánh mắt ngưng trọng, trong lúc này trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn. Lỗ phu tử trước mắt bọn họ là một cao thủ bước thứ ba hung mạnh không thể tưởng tượng được, nhưng vậy như vậy là người trong truyền thuyết, trong thiên địa có thể có chuyện khiến cho đối phương biến sắc chỉ là bốn người bọn họ chưa kịp nghe một lời nào của lỗ phu tử liền lập tức cảm nhận được một uy áp khiến cho bọn họ tâm thần chấn động, ầm ầm từ xa bên trong tinh không quét ngang tới, sức mạnh của uy áp này truyền đến thân thể của bốn người giống như có một luồng đại lực trực tiếp đánh tới, trong thời gian ngắn bốn người biến sắc, tâm thần chấn động, ở dưới uy áp này có một cảm giác như muốn tan vỡ, cũng may uy áp này chỉ lóe lên một chút, nhưng nó giáng xuống trong nháy mắt cũng khiến cho bốn người sắc mặt tái nhợt. Trong lúc hoảng sợ nhất tề biến sắc, mơ hồ bọn họ đoán được đây chính là nguyên nhân khiến cho lỗ phu tử trong truyền thuyết thất thố, thần sắc lỗ phu tử ầm trầm, ánh mắt lóe lên. Cả đời hắn tính cách cẩn thận, rất ít khi mạo hiểm. Chỉ có một lần duy nhất, kết quả là ở trước mặt Thác Sâm bị trọng thương suýt chết không nói, nhưng sau đó lại không như chó nhà có tan chạy trốn tránh né Thác Sâm, cho nên từ đó về sau hắn hành sự lại càng cẩn thận nhất là sức hung mạnh của bi ác vừa rồi khiến cho hắn hải hung khiếp vía, lúc này không thể không hiểu rõ, cho nên trước tiên phải tự mình điều tra. Vì thế sau khi trầm ngâm một lấy, lỗ phu tử trầm giọng nói, bốn người các ngươi hãy bày ra la thiên huyển kính, lão phu muốn xem người này là ai. Đến la thiên tinh vực để làm gì, bốn người viêm lôi tử cung kính tuân mệnh, tâm thần chấn động, không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng phân làm bốn phương hướng khoanh chân ngồi xuống bốn người hai tay bấm quyết, thi triển thần thông giống ý hệt nhau. Thần thông này do lỗ phu tử truyền thụ, bốn người đã không ngừng tu luyện, lúc này đã đạt tới viên mãn. Trong lúc bọn họ bấm quyết, lập tức có một đám bạch quan nhanh chóng lóe lên. Đám bạch quan này ở giữa bốn người càng ngày càng sang, chỉ một lát liền hóa thành một tấm gương màu trắng như mặt nước. Tấm gương này hiện ra, trên đó tràn ngập gợn sóng vạn vẹo, có chút mơ hồ. Lỗ phu tử ánh mắt lóe lên, tay phải bấm quyết ngón tay trỏ như kiến trực tiếp cách không điểm lên trên tấm kính hư ảo như mặt nước kia, gợn sóng trên mặt kính này bỗng nhiên không còn vặn vẹo nữa, mà chậm rãi lắng xuống, nhanh chóng ở bên trong hiện ra một vùng tinh không. Trong tinh không kia có một người tóc bạc đang chậm rãi bay đi, Vương Lâm ở trong La Thiên Tinh vực này chậm rãi đi về phía trước, hết thảy xung quanh khiến cho hắn cảm thấy rất quen thuộc. La Thiên này mặc dù không phải là Liên Minh nhưng Vương Lâm năm đó ở nơi này đã để lại rất nhiều dấu chân, không biết những người năm đó hiện giờ có còn không. Vương Lâm than nhẹ, trong lúc bước đi đột nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tinh không lấp lánh, lôi đồ trong mắt phải lóe lên, cút ngay, vừa dứt lời, lôi đồ trong mắt phải của Vương Lâm lập tức gào thét từ trong đồng tử của hắn hiện ra. Tinh không ầm vang, ngay khi lôi đồ này giáng xuống, phá khai hư vo, trong tiếng nổ ầm ầm, chẳng biết đã đi đâu, lỗ phu tử ở nơi đó, ngay khi bốn người viêm lôi tử tạo thành tấm gương hư ảo nhìn thấy rõ ra người áo trắng tóc trắng kia liền nghe thấy lời nói từ trong miệng vương lâm phát ra trong tiếng ầm vang tấm gương hư ảo này lập tức bùng lên lôi đình kinh thiên từng đạo thiểm điện vạn trượng trực tiếp từ bên trong tấm gương hư ảo kia lao ra quét ngang thiên địa ầm một tiếng tấm gương hư ảo kia trực tiếp tan vỡ thành từng mảnh còn có lực xung kích vô biên khuếch tán ra lỗ phu tử lại biến sắc vung tay sao về phía trước đem lực xung kích này cuốn lấy, đẩy lên trời. Chỉ thấy lôi đình vô tận dưới một cái vung tay này nhất tề lao lên trời, hóa thành tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngừng, chấn động tu sĩ xung quanh. Khi bọn họ ngẩng đầu lên, toàn bộ tinh không dường như bị lội đình thay thế, giống như lôi kiếp giáng xuống, viêm lôi tử phun ra máu tươi, thân thể vội vàng lui về phía sau, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Trong lòng hắn phút này có một thanh âm đang gào thét, đang điên cuồng rít gào, vương lâm, hắn là vương lâm hắn nhìn thấy rõ hình dáng của người áo trắng tóc trắng kia hắn vĩnh viễn không thể quên được thân ảnh của đối phương liệt vân tử cũng phun ra máu tươi thân thể trong lúc về phía sau thần sắc lộ vẻ hoảng sợ cũng kinh hãi ngập trời hắn tiếp xúc với vương lâm nhiều nhất nhất là lần cuối cùng ở chu tức thánh tông còn bị vương lâm đàn áp đã khắc sâu trong trí nhớ lúc này hắn nhìn thấy người mặc áo trắng kia không ngờ lại giống hệt vương lâm trong thời gian ngắn đứng ở nơi đó không nói lên được lời nào Vương Lâm, quả nhiên là hắn. Khuyết thần tử sắc mặt tái nhợt, trong lúc lui về phía sau tâm thần kinh hoàng, hắn không thể tin được cảnh tượng vừa chứng kiến. Hắn thế nào cũng không thể tưởng tượng được một nhân vật nhỏ năm đó bị mình truy sát giống như một con kiến, nếu không có thanh thủy ngăn cản chắc chắn sẽ chết dưới tay mình. Hôm nay lại có thể có được uy áp khiến cho hắn tâm thần run rẩy, còn có hướng vân đông của hướng gia kia, sắc mặt hắn lại càng trắng bệch. Tu vi của hắn là yếu nhất. Lúc này trong lui về phía sau, trong nguyên thần của hắn tràn ngập uy lực lôi đình của Vương Lâm, còn để lại cho đạo tâm của hắn một vết nứt rất sâu. Vương Lâm, trong mắt hướng Vân Đông Lộ vẻ hoảng sợ. Việc đầu tiên mà hắn nghĩ tới chính là năm đó lão tổ của gia tộc mình đã lấy đi toàn bộ sức sống của đối phương, mặc dù việc này là dưới danh nghĩa cứu vợ con, nhưng từ đó đã kết thù oán. Việc này vốn hướng gia bọn họ cũng hoàn toàn không để ý, cho dù tu vi Vương Lâm có cao tới đâu nhưng nếu đối mặt với toàn bộ hướng gia thì cùng như trứng chọi đá. Càng không cần phải nói tới lão tổ đã bế qua mấy vạn năm, nếu có người này, thì hiếm có người nào có dũng khí chu chọc, tiền bối, tu vi người này. Hướng vân đông nén nỗi sợ hãi trong tâm thần xuống, nhìn về phía lỗ phu tử, thần sắc lỗ phu tử càng âm trầm hơn, ngẩng đầu nhìn lôi đình vô biên như nước biển đang khuếch tán về phía xa xa trong tinh không, hồi lâu sau, chậm rãi mở miệng, vương lâm, lão phu nghĩ rằng năm đó trong liên minh ở vùng đất cổ thần lão phu đã cùng người này kết bạn sắc mặt hiện lên một vẻ phức tạp lỗ phu tử thu ánh mắt lại di vào chỗ sâu bên trong vòng xoáy tu vi người này vẫn chưa tới bước thứ ba nhưng lão phu cũng không nắm chắc có thể chiến thắng chuyện của các ngươi với hắn lão phu cũng không thể giải quyết hãy ở lại chỗ này có thể đảm bảo sự an toàn những lời này truyền vào trong lòng bốn người lập tức khiến cho bọn họ trở nên trầm mặc ánh mắt viêm lôi tử lóe lên thần sắc dần bình tĩnh trở lại hắn tự nhủ đối với vương lâm cũng không có chút đắc tội nào mà còn có một chút ân nghĩa nhỏ cho nên dần dần bình tĩnh lại nhưng trong tâm thần vẫn còn có một tia chấn động vĩnh viễn cũng không thể tiêu tan liệt vân tử lão tổ của chiến gia kia sắc mặt ầm trầm biến hóa hồi lâu sau thở dài một tiếng lo lắng nhất chính là hai người huyết thần tử cùng với hướng vân đông kia một lát sau Hướng vân đông hướng về phía lỗ phu tử rời khỏi cung kính ôm quyền, ánh mắt phức tạp nhìn ba người phía trước một cái, rồi vội vàng xoay người rời khỏi. Hắn muốn đem tin tức này về hướng gia để chuẩn bị kỹ lưỡng, một kẻ địch mà ngay cả lão tổ la thiên tinh vực là lỗ phu tử cũng không nắm chắc phần thắng, thì hướng gia bọn họ lấy cái gì để đánh. Nghĩ tới đây, hướng vân đông trong lòng hoảng sợ, về phần huyết thần tử, sau khi trầm ngâm một lúc liền yên lặng ngồi xuống, giống như không dám đi ra ngoài chương 1480, gặp lại cố nhân, thần sắc vương lâm bình tĩnh, ánh mắt từ trong tinh không lấp lánh kia thu lại. Với tu vi của hắn có thể cảm nhận được rõ ràng dưới gợn sóng vô hình trong tinh không lúc trước, có người đã thi triển đạo thuật tập trung vào mình, xem ra ta trở về, đã khiến cho rất nhiều người chú ý, như vậy cũng tốt, khóe miệng vương lâm lộ ra vẻ mỉm cười, hiện giờ hắn có tư cách, với tu vi này, có thể đổi mặt với tất cả mọi chuyện. Cho dù có người biết được mình trở về, đối với hắn cũng không sao cả, lững thững tiến về phía trước, trong tinh không mịt mù này, bước đi của Vương Lâm không nhanh, nhưng mỗi một bước đều vượt qua một khoảng cách rất dài. Hắn nhìn tinh không quen thuộc xung quanh, yên lặng ung dung mà đi, trong tinh không ở xa phía trước Vương Lâm, lúc này có gần 100 tu sĩ, hóa thành cầu vòng gào thét vờn quanh bên ngoài một tu chân tinh có linh khí nồng đậm, từng đạo giống như những sợi tơ từ trong tay nhưng tu sĩ này bay ra, trong nháy mắt đã thành một tấm lưới bao phủ lấy tu chân tinh không lồ này. Trong đám tu sĩ này có một nam tử trung niên, người này ánh mất như điện, tu vi đã đạt tới tịnh miết viên mãn, tướng mạo uy nghiêm, nhất là trong hai mắt còn có tinh quang lóe lên. Bên ngoài thân thể hắn có những đạo thiểm điện hình vòng cung chạy qua chạy lại, khiến cho sự uy nghiêm của người này càng tăng lên. Hãy để ý một chút, cùng nhau phát lực, đừng phá hỏng tu chân tinh này, nếu không, lôi tiên điện trách tội chỉ là việc nhỏ nếu để ảnh hưởng tới việc chuẩn bị chiến tranh của La Thiên thì chúng ta hãy về nhà tự bế quan đi. Thanh âm tu sĩ trung niên này như sấm, ầm ầm truyền ra, rơi vào trong tay gần 100 tu sĩ. Tất cả mọi người đều mỉm cười, chiến không liệt, chúng ta bế quan cũng không ngại, nhưng ngươi lại là người ưu tú nhất của chiến gia thế hệ này, sao lão tổ của ngươi có thể cho ngươi bế quan được, bình thường bị trừng phạt bế quan thì cũng không có gì, nhưng lúc này lại đang chuẩn bị cho chiến tranh, nếu sau khi khai chiến mà lại bị phạt bế quan thì cũng là không cam lòng, Chiến huynh, nghe nói lần này toàn bộ tứ đại tinh vực chuẩn bị cho chiến tranh, nhưng lại do Vân Hải cầm đầu, việc này đã thật sự rất khó hiểu, dựa vào cái gì mà phải nghe lệnh của Vân Hải? Ngươi có tin tức gì không? Tiếng cười vang vọng, mọi người nhất tề vận chuyên nguyên lực, tu chân tinh này bỗng nhiên ầm vang. Bị mọi người chậm rãi kéo ra khỏi quỷ đạo cũ, dưới sức lôi kéo của mọi người, dần dần trôi về phía trước nam tử trung niên kia chính là chiến không liệt, tay phải hắn cũng có một sợi tơ nối liền với tu chân tinh ở phía sau, theo mọi người bay về phía trước, cười nói, việc này là lỗ phu tử lão tổ của La Thiên ta cùng với người của ba tinh vực kia định ra, chiến mổ cũng không biết được nhiều, nếu thật sự có tin tức, sao có thể không nói cho các ngươi biết, vội gì, nhắc tới lỗ phu tử. Gần 100 tu sĩ này ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nhưng việc có liên quan đến lỗ phu tử kể cả chiến không liệt cũng chỉ trong thời gian gần đây mới biết, trong mắt bọn họ, lỗ phu tử chính là người mạnh nhất La Thiên, là người bảo vệ La Thiên Tinh vực, có lỗ phu tử thì La Thiên bất diệt, nhìn những người bên cạnh, trong lòng chiến không liệt thở dài. Không giống như những người này, trong hai mắt chiến không liệt chỉ có tôn kính, mà không có một chút cuồng nhiệt nào. Dường như sự cuồng nhiệt của hắn đã bị một người lấy đi toàn bộ ánh mắt cuồng nhiệt đến từ những người xung quanh từ rất lâu trước chiến không liệt cũng đã từng có cũng đã từng vô cùng nhiệt huyết chỉ cần một câu nói của người kia hắn có thể vì hắn mà làm tất cả mọi việc sự cuồng nhiệt đối với người kia không bởi vì năm tháng trôi qua mà tiêu tan ngược lại lại càng hiểu sâu sắc sự phân tích đối với người kia càng ngày càng sâu sắc chỉ là hiện giờ hắn đang ở đâu trong mắt chiến không liệt hiện lên một vẻ hồi ức rất sâu hắn vẫn thường nhớ tới chuyện cũ nhớ tới những hình ảnh năm đó, người kia đi qua La Thiên, ngoài ảnh hưởng tới bản thân mình, còn có thân công hổ. Nhớ tới thân công hổ, chiến không liệt khẽ hừ một tiếng, những năm gần đây, thân công hổ ở chỗ nào cũng đối nghịch với hắn, mâu thuẫn giữa hai người càng thêm kịch liệt, gần 100 tu sĩ này hóa thành cầu vòng, hướng về phía trước chậm rãi bay đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, lôi tu chân tinh kia đi, ở bên trong tinh không bay thẳng về phía trước, một lát sau, Đột nhiên ở phía trước 100 tu sĩ này, một thân ảnh áo trắng chậm rãi từ xa đi tới. Sau khi nhìn thấy 100 tu sĩ này, người mặc áo trắng này dừng lại, đứng ở giữa không trung, yên lặng nhìn lại, người áo trắng xuất hiện, lập tức khiến cho những tu sĩ này chú ý, nhất là chiến không liệt thần sắc càng sững lại, ánh mắt quét tới. Nhưng với tu vi của hắn cũng không thể nhìn rõ hình dạng đối phương, có chút cổ quái, mọi người hãy cẩn thận, chiến liệt bước tới, đi về phía trước truyền thần thức ra, hai bên càng ngày càng gần, nhưng người áo trắng này thủy chung không có bất cứ một cử động gì, chỉ bình tĩnh đứng ở đó. Nhìn lướt qua người những tu sĩ này, không ai có thể nhìn rõ hình dáng của người mặc áo trắng này, ở trên thân thể hắn, dường như hết thảy ánh mắt đảo qua đều tự vặn vẹo, dường như ở vị trí của đối phương là một cái hố đen có thể nuốt lấy hết thảy. Cho đến khi gần 100 tu sĩ này kéo tu chân tinh kia hoàn toàn đi qua người mặc áo trắng này, mọi người mới thở vào nhẹ nhõm tu vi của người này tuyệt đối không đơn giản nhìn bộ dạng của hắn hẳn không phải là người của la thiên lúc này hàng rào của tứ đại tinh vực đã được mờ ra chỉ cần có đường dẫn là có thể tùy ý qua lại người này hẳn là đến từ tinh vực khác trong lúc không ngừng đi xa chiến không liệt xoay người nhìn người mặc áo trắng ở xa phía sau vẫn đang yên lặng nhìn lại nhíu mày người này dường như có chút quen thuộc vương lâm nhìn đám tu sĩ phía trước nhìn chiến không liệt ở trong đó trong mắt hiện lên vẻ hồi ức hình dáng của đối phương so với năm đó đã già hơn một chút nhớ tới cảnh tượng năm đó ở trong lôi trì chiến không liệt này so với mình rõ ràng là tu vi cao hơn nhưng mình lại mượn sức mạnh của lôi đình còn có ánh mắt sau khi hiểu ra một tia bổn nguyên đã khiến cho hắn toát mồ hôi lạnh còn bái mình làm tôn chủ vương lâm trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười có thể nhìn thấy cố nhân là một chuyện may mắn nhất trong đời người vương lâm trong lúc mỉm cười xoay người hướng về phía xa bay đi hắn rất vui vẻ, Vương Lâm càng đi càng xa, dần dần khoảng cách với gần 100 tu sĩ này chậm rãi trở nên vô tận. Chiến không liệt thủy chung cao mày. Ngay cả những lời nói của đám tu sĩ bên cạnh cũng không nghe thấy, nhìn thân ảnh đối phương chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt, cái cảm giác quen thuộc này thủy chung quanh quẩn trong lòng hắn, không thể tiêu tan, rất quen thuộc, chiến không lai like ép trong lúc trầm mặt xoay người, theo những tu sĩ ở bên cạnh bay về phía trước, nhưng trong lòng hắn vẫn suy nghĩ cái cảm giác quen thuộc này là đến từ đâu trong đầu hắn thân ảnh của người áo trắng kia vẫn không ngừng hiện lên lúc hắn so người tóc trắng phất phơ hiện lên rõ ràng trong đầu hắn nhất định ta đã gặp người này rồi chiến không liệt vuốt mi tâm nhưng lúc này tay phải hắn ở trên mi tâm bỗng nhiên dừng lại thân ảnh áo trắng mơ hồ trong đầu dần dần cùng với một người đã khắc sâu trong trí nhớ chậm rãi chồng lên nhai ngay khi hoàn toàn dung hợp trong đầu chiến không liệt ầm một tiếng giống như 10 vạn lôi đình đồng thời nổ vang, khiến cho thân thể hắn chấn động mạnh, ánh mắt hắn lộ ra vẻ không dám tin, bất giác xoay người lại. Sắc mặt hắn lập tức trở nên hồng hào, hai mắt trợn trừng, trong một khoảnh khắc hoảng hốt, hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, là là hắn, chiến không liệt không chút do dự, hai chân bước mạnh về phía trước, tốc độ như lôi đình, trong phút chốc hướng thẳng về phía Vương Lãm trời khỏi đi nhanh tới hành động đột ngột này của hắn lập tức khiến cho gần 100 tu sĩ ở bên cạnh đều đứng ngay ra ở đó, chiến không liệt dường như triển khai toàn bộ tốc độ. Trong tiếng ầm ầm vượt qua tinh không vô tận. Nhưng ở phía trước hắn là tinh hải mịt mờ, không còn thấy thân ảnh vương lâm đâu nữa, cho đến rất lâu sau. Thân thể chiến không liệt dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ đau khổ, tại sao lại không gọi ta một tiếng, hắn đứng ở nơi đó rất lâu, thời gian trôi qua. Chiến không liệt trong lúc trầm mặt hướng về tinh không phía trước vái một cái, trong tiếng than nhẹ, xoay người rời khỏi, la thiên tinh vực, ở sâu bển trong có một vùng tinh không trống trải. Nơi này tương đối hoang vu, tu chân tinh cũng không có linh khí sung túc. Trong đó có một tu chân tinh không lớn lắm, tản mát ra từng trận hào quang nhẹ nhàng, ở bên trong tinh không này chậm rãi chuyên động, trên tu chân tinh này hải dương chiếm bảy phẫn. Còn lục địa thì bị phân chia tứ tán, từ xa nhìn lại, giống như là một thủy cẩu màu lam, thanh linh tinh, tu sĩ trên đó tu vi cũng không cao, anh biến chỉ có ba người. Lúc này, trên một đỉnh núi cao nhất trên thanh linh tinh, ba anh biến tu sĩ kia đang cung kính đứng trước mặt một lão già, lão già này toàn thân mặt văn sam, hoặc nhìn không giống như một người tu đạo, ngược lại giống như một văn nhân tông sư phàm tục. Hắn bình tĩnh ngồi trên một đài cao ở trên đỉnh núi này, hắn đã ngồi ở chỗ này hơn 800 năm hết thảy chỉ vì một câu nói năm đó của tôn sư cả đời ta không có bất cứ một đệ tử nào đạo của người cùng với ta có duyên có thể thu nhận ngươi làm đệ tử ngọn núi hoành vân này sẽ cho ngươi làm chỗ tu luyện ta sẽ không truyền cho ngươi bất cứ một thần thông gì chỉ cho người một hồi cảm ngộ lão già chậm rãi mở hai mắt không nhìn ba anh biến tu sĩ trước mắt mà hướng về phía chân trời xa xa yên lặng nhìn ba người các ngươi lui ra đi tinh cầu này là của sư tôn nếu sư tôn không trở về, thì một cái cây, một ngọn cỏ, một hòn đá, một giọt nước, cũng không ai có thể lấy đi. Nhưng lúc này đang chuẩn bị chiến tranh, lôi tiên điện vừa ban lệnh xuống, nội trong ba ngày sẽ tới lấy tinh cầu này. Chúng ta, trong ba anh biến tu sĩ kia, có một người mắc lộ vẻ lo lắng nhanh chóng mở miệng, bị ánh mắt của lão già ngồi trên đài cao kia đảo qua. Chỉ một ánh mắt này cũng khiến cho anh biến tu sĩ kia tâm thần chấn động, không dám nói thêm nữa cả ba người cung kính ông quyền không lưng rời khỏi lão già trầm mặt, nhìn tầng tầng mây mù trên không trung yên lặng ngồi ở đó hồi lâu sau trên không trung mơ hồ có lôi đinh truyền tới từng chân tiếng gió gào thét ở trên không trung hình thành những đám mây đen cuồn cuộn bao phủ bầu trời che khuất ánh mặt trời tiếng ào ào từ xa truyền tới mưa rào rơi xuống từ xa tầm tả đi tới chậm rãi bao phủ lấy mặt đất mưa rất to rơi lên đỉnh núi này phát ra tiếng rào rào không ngớt dưới cơn mưa này, thiên địa cũng trở nên mờ mịt, gió cũng rất lớn, thổi nước mưa lướt qua bên người lão già này làm ướt quần áo, nhưng không thể che khuất được ánh mắt chờ đợi của lão già nhìn lên không trung, một tiếng thở dài giống như từ trong thiên địa này thổi tới, truyền vào trong tai lão già. Thân thể lão già này bỗng nhiên chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, ta vẫn còn nhớ. Tên ngươi là Tạ Thanh, chương 1481, hôm nay mây giăng mưa đổ, hôm nay mây giăng mưa đổ tràn ngập những khe núi cố nhân đến giọt mưa rơi trên mặt đất đập lên vách đá phát ra những tiếng tí tách dễ nghe nhưng cơn mưa này lại rất ào ạt làm rối loạn khúc nhạc kia ngược lại còn có chút phiền na may mà có gió thổi đi những giọt nước mưa kia hòa tan sự phiền na này tấu nên một khúc thiên địa vũ sơn hào hùng trong cơn mưa trên đỉnh hoành vân sơn một người mặc áo trắng không biết từ khi nào xuất hiện dưới những tiếng mưa này trong tiếng gió thổi đi những giọt mưa yên lặng đứng ở trên đỉnh núi nhìn lan già đang kích động trên đài cao phía trước không hề ngăn cản nước mưa rơi lên quần áo không như năm đó lúc ngộ ra hoáng vũ tận lực không để nước mưa rơi vào người vương lâm chỉ yên lặng như vậy đứng dưới cơn mưa để mặc cho nước mưa làm ướt quần áo từng giọt ngấm vào trong cơ thể làm ướt đẫm một đầu tóc bạc nhưng trên người vương lâm cũng không hề có một chút vẻ khó chịu nào mà chỉ có một vẻ cực kỳ tự nhiên giống như vương lâm chính là ngọn núi này là mặt đất này là những cây cỏ này. Trên mặt Vương Lâm mang theo một vẻ mỉm cười, nhìn Lan già ở trên đài. Sư Tôn, Lan già đứng lên rồi quỳ xuống ở đó, nước mưa rơi lên mặt, theo khóe mắt chảy xuống, nhìn không rõ. Sau 800 năm từ biệt, Vương Lâm lại quay về Thanh Linh Tinh, về nơi mình đang từng tầm đạo, gặp lại ký danh đệ tử mà mình đang thu nhận năm đó. Tạ Thanh, đối với cả đời Vương Lâm mà nói chỉ là một hình ảnh chợt lóe lên thoáng qua, nhưng chính vì có người này nên mới khiến cho Vương Lâm năm đó ý cảnh viên mãn, vì sinh ra một tia nhân quả, khiến cho hắn động lòng thu nhận đồ đệ. Mặc dù Vương Lâm cũng thật không ngờ tên đệ tử do một tia nhân quả tạo nên này lại ở trên Hoành Vân Sơn của Thanh Linh Tinh này ngồi suốt 800 năm. Trong thời gian 800 năm, Tạ Thanh đã hiểu được ý cảnh mà Vương Lâm cho hắn, trong lúc yên lặng tìm hiểu và suy nghĩ, dựa vào trí tuệ của một văn nhân tông sư phàm tục năm đó, tu vi của hắn có thể nói là tăng một cách đột biến nhưng tạ thanh không hề tu luyện qua bất cứ một công pháp hay thần thông gì mà con đường tu đạo của hắn khác với tất cả tu sĩ trong thiên địa thậm chí cũng không giống với vương lâm cái vương lâm tu chính là đạo và thần thông dung hợp dựa vào thần thông dần dần cảm ngộ đại đạo ý cảnh còn tạ thanh lại hoàn toàn bỏ qua thần thông chỉ tu ý cảnh lúc này tạ thanh thân thể đã cực kỳ yếu ớt một thanh phi kiếm cũng đủ để cho hắn mất mạng Thân thể hắn cũng đã trở thành một ngọn đèn cạn dầu, nhưng sức sống của hắn lại vô biên, khiến cho sinh mệnh hắn bất diệt. Mặc dù thân thể hắn yếu ớt, nhưng cảm ngộ 800 năm cũng khiến cho ý cảnh của tạ thanh vượt xa tất cả mọi thứ mà những tu sĩ tầm thường trong 800 năm có thể tu luyện. Nếu chỉ nói đến ý cảnh đạo niệm, ngay cả khuy niếp tu sĩ ở trước mặt tạ thanh cũng không có cách nào địch nổi. Ý cảnh của hắn đã đạt tới tịnh niết, đã đạt tới trình độ sơ khuy quy tắc. Đây là một phương pháp tu hành không tồn tại trong thế gian, rất giống với luyện thể cực đoan của bộ tộc cổ thần, Tạ Thanh chỉ tu ý cảnh, thậm chí trong cơ thể của Tạ Thanh không có nguyên thần, không có nguyên anh, nội thần mà tất cả tu sĩ đều phải có, hắn cũng không có. Hắn chỉ có sức sống vô biên tràn ngập hồn phách, ngay cả bản thân Tạ Thanh cũng không thể nói rõ nguyên nhân, hắn không hiểu được tất cả những pháp môn tu hành, chỉ ở trong cảm ngộ mà Vương Lâm ban cho yên lặng tìm hiểu suốt 800 năm tu hồn sao? Vương Lâm nhìn tạ thanh, trầm mặt đứng ở đó, người tu tiên, một khi thành tiên sẽ trường sinh bất tử, người tu chân, tìm kiếm chân ngã, siêu thoát khỏi thế gian, người tu đạo, ấn chứng bổn nguyên. Còn ngươi, lại là người tu hồn, lấy hồn nhập mệnh, thiên địa quân thân sư, Vương Lâm nhìn nước mưa từ trên trời rơi xuống, từng dọc đập vào mặt có chút lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng, tạ thanh quỳ ở trên đài, thần sắc mơ màng, nước mưa dần dần rơi lên người hắn làm quần áo ướt sũng thân thể rất không thoải mái trong lúc mơ màng tạ thanh bất giác giơ tay phải lên ngưng tụ ra một tiểu pháp thuật mà hắn tự minh ngộ được theo ấn ký trong tay phải của hắn thiên địa ầm ầm biến đổi chỉ thấy nước mưa trên hoành vân sơn thay đổi phương hướng giống như bị di chuyển rơi ra bốn phía vương lâm lắc đầu nhẹ giọng nói ngươi vẫn còn chưa từ bỏ toàn bộ thần thông tạ thanh ngươi xem ngọn núi này trong khi sinh trưởng đâu có ngăn nước mưa rơi xuống ngươi xem biển rộng này khi nước mưa rơi xuống đâu có một chút sự bài xích nào ngươi xem những cây cỏ này tất cả mọi vật ngoài chúng ta ra có thứ gì ngăn cản nước mưa rơi xuống hay không ngươi tu hồn thì tiếc gì cái túi da này đạo gia có câu phản phát quy chân trong thế gian người có thể thực sự minh ngộ quả thật là rất ít cho dù là vi sư năm đó cũng đang tự nhận là hiểu bốn chữ này nhưng sau khi trải qua nhiều việc, khi trở về đến La Thiên, cũng đã có giác ngộ, phản pháp quy chân, đó là phải đem bản thân dung nhập vào trong từng cái cây ngọn cỏ, từng ngọn núi từng con sông, thoát khỏi hạn chế của vạn vật, trở thành một phần của thiên địa này. Đây mới là phản pháp quy chân, thân mình tạ thanh chấn động, mơ hồ đã hiểu ra một cái gì đó. Vương Lâm giơ tay phải lên vung về phía trước, lập tức tiểu pháp thuật mà tạ thanh kia thi triển ra lập tức tiêu tan, nước mưa không còn bị cản trở lại rơi xuống, bao phủ hoành vân sơn. Nếu ngươi đem bản thân trở thành một phần của thiên địa, nếu ngươi trở thành trời, trở thành đất, thì cơn mưa này thực tế cũng giống như là một dòng máu vô hình, sao lại phải ngăn trở chúng, phong, vũ, lôi, tuyết, tất cả đều là vật của tự nhiên, ngươi chính là chúng, mà chúng cũng chính là ngươi. Tại sao lại cản trở lẫn nhau, thời gian 800 năm, ngươi vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ cơ hội mà ta cho ngươi hay sao, khi nào ngươi có thể bỏ qua thân thể này, quên đi hết thảy những pháp thuật mà ngươi minh ngộ ra, chỉ còn lại một đạo hồn phách, lúc đó ngươi hãy tới tìm ta. Vương Lâm nhìn tạ thanh đang trầm tư, giơ tay phải lên hướng lên bầu trời tung một trảo vào hư vô. Dưới một trảo này, thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, những đám mây đen kia ầm vang, cơn mưa tràn ngập gần một nửa thanh linh tinh đột nhiên giống như là mưa đá, từ bốn phương tám hướng gào thét lao tới, trong nháy mắt, nước mưa vô tận này giống như là biển ầm ầm tới gần ở trên đỉnh hoành vân sơn này bất ngờ ngưng tụ lại với nhau hóa thành một thanh vũ kiếm rất lớn cao ước chừng vạn trượng phất tay một cái thanh vũ kiếm này từ trên trời giáng xuống trong tiếng ầm ầm đâm xuống đỉnh hoành vân sơn này gần ba phần phần còn lộ ra cũng phải cao ước chừng sáu bảy ngàn trượng từ xa có thể nhìn thấy rõ ràng thanh đại kiếm do nước mưa tạo thành này một uy lực vô biên từ bên trong thanh kiếm này tỏa ra tràn ngập thiên địa còn từ trong thanh linh tinh này lan ra ngoài tinh không. Ngay khi vũ kiếm này hình thành, song chỉ tay phải của vương lâm điểm về phía trước, tinh điểm cổ thần trên mi tâm hắn lóe lên, đưa vào bên trong một luồng cổ thần lực, đồng thời lôi hỏa bổn nguyên từ trong hai mắt vương lâm lóe ra, nhập vào bên trong thanh vũ kiếm này. Do đó, ở bên trong thanh kiếm đơn giản do nước mưa tạo thành này có ẩn chứa hai đạo bổn nguyên đại thành của vương lâm cùng với khí thế đạo cổ của hắn. Khí thế này mặc dù không khuếch tán quá rộng, nhưng cũng đủ để chấn động cả la thiên có kiếm này sẽ rất ít có người dám tới mạo phạm tinh cầu này thanh âm vương lâm bình tĩnh nhưng không hề có một chút không chắc chắn nào ngay cả cao thủ cảnh giới không linh đối mặt với thanh kiếm này sau khi cảm nhận khí tức ở trên đó cũng sẽ phải do dự vì một tu chân tinh mà phải giao chiến với một tu sĩ bổn nguyên đại thành liệu có đáng hay không nhất là uy áp của đạo cổ kia lại càng làm rung động lòng người kiếm này để sau khi ngươi hoàn toàn minh ngộ vi sư sẽ ban cho ngươi làm lễ nhập môn. Vương Lâm liếc mắt nhìn tạ thanh một cái cuối cùng, rồi xoay người hướng về phía ngoài ngọn núi bước đi. Thân thể hắn ở dưới cơn mưa dần dần trở nên mơ hồ, chậm rãi đi xa. Tạ thanh yên lặng nhìn Vương Lâm rời khỏi, quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy ba cái. Hôm nay mây giăng mưa đổ, ngưng tụ cửu thiên thành kiếm, cố nhân càng lúc càng đi xa, có mưa đưa tiễn, có đệ tử quỳ, có ân. Trên thanh linh tinh, những tộc nhân đầu tiên đã sớm chuyển đi, không để lại bất cứ thứ gì, dường như chưa bao giờ ở đây, Vương Lâm rời khỏi, hắn trở lại La Thiên muốn tới bốn nơi, muốn làm bốn việc. Lúc này nơi đầu tiên, chuyện thứ nhất đã hoàn thành. Đi bên trong tinh không lấp lánh, hai mắt Vương Lâm dần dần hiện lên hàng ý cùng sát khí, lão tổ của hướng gia. Chuyện năm đó, đã tới lúc kết thúc, Vương Lâm vung tay áo, thân ảnh hắn như điện lao thẳng tới tu chân tinh của hướng gia năm đó đã lấy thất tịch thuật khiến cho hắn mất đi toàn bộ sức sống ở bên trong tinh không sau khi vương lâm rời khỏi mấy canh giờ ở cách thanh linh tinh ba ngàn vạn dặm bên trong tinh hải mịt mờ có một nhóm hơn 10 tu sĩ do một nam tử trung niên toàn thân mặc lôi bào dẫn đầu đi thẳng tới thanh linh tinh bọn họ chính là người của lôi tiên điện phụng mệnh tìm tu chân tinh phù hợp với yêu cầu của la thiên lão tổ tạo thành tinh tổn thất kiếp trận uy lực kinh thiên trong truyền thuyết Thanh linh tinh phù hợp với yêu cầu này, sau khi phụng mệnh dùng sức mạnh di dời, nhóm tu sĩ này liền đi tới thanh linh tinh. Nhưng ngay khi bọn họ vừa mới bước chân vào cách thanh linh tinh 3.000 vạn dặm, liền lập tức cảm nhận được rõ ràng một kiếm ý ngợp trời, như một cơn mưa tràn ra, sức mạnh của kiếm ý này đủ để phá vỡ tinh không. Nam tử trung niên mặt lôi bào dẫn đầu kia bị kiếm ý này xông tới, lập tức sắc mặt đại biến, phun ra một nguồn máu tươi, thân thể lão đảo. Rất nhiều tu sĩ ở phía sau hắn dường như đồng thời phun ra máu tươi, cả đám ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhất tề lùi lại. Trong lúc hơn 10 tu sĩ này đang bị kiếm ý làm cho kinh hãi, trên thanh linh tinh, sau khi Vương Lâm rời khỏi, trên đỉnh Hoành Vân Sơn, ở trên không trung chỗ tạ thanh đang khoanh chân ngồi, thiên địa chấn động vạn vẹo, bỗng nhiên có một người đi ra, người này là một lão già toàn thân mặc đạo bào, không ngờ chính là lỗ phu tử. Hắn không muốn lập tức đối mặt với Vương Lâm, cho nên khi cảm nhận được khí thế của vũ kiếm này, liền đợi sau khi Vương Lâm rời khỏi mới yên lặng đến, hắn lơ lửng giữa không trung cao mày, trầm mặt trong chốc lát, tay phải dơ lên hướng về thanh vũ kiếm khổng lồ đang cắm trên đỉnh núi tung một chỉ, không có bất cứ âm thanh nào phát ra, lỗ phu tử này cách không va chạm với thanh kiếm kia, lập tức thân thể chấn động, ngẩng đầu, trong hai mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, chính là khí tức này. Rất giống với cổ thần nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Dưới khí tức này, không ngờ lão phu lại hải hùng khiếp vía. Hơn nữa, bên trong thanh kiếm này không ngờ còn có hai đạo bổn nguyên. Chương 1482, Đông Lâm tinh hướng gia, Lỗ phu tử hít sâu một hơi, đôi mắt hiện lên vẻ khiếp sợ nồng đậm. Hắn dù sớm đã có suy đoán nhưng lúc này khi tận mắt nhìn thấy thì bản thân vẫn kinh hãi vô cùng, nhưng rất nhanh sau đó sự kinh hãi này tiêu tan. Ánh mắt Lỗ phu tử lóe lên, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười lạnh may mà hắn còn chưa đạt tới bước thứ ba. Chỉ cần không đạt tới bước thứ ba thì ta không tin là hắn dám đánh một trận với lão phu. Hai đạo bổn nguyên thì đã sao? Chẳng qua chỉ là một kẻ mãn phu mà thôi. Nếu hắn không chọc tới lão phu thì còn được. Nếu dám chọc tới lão phu thì ta sẽ cho hắn biết không biết sơ kỳ là dạng tồn tại gì. Trong tiếng hừ lạnh, lỗ phu tử cất bước, cuối cùng cũng không thèm nhìn tạ thanh một cái, coi tất cả sinh linh trong thiên địa như kiến hôi, không xứng được hắn để mắt tới, Đông Lâm Tinh là khu vực thần bí nhất trong La Thiên Tinh Vực. Những năm trước kia Vương Lâm đã nhiều lần nghe những tin đồn về khu vực này, vùng tinh không này không cố định, chậm rãi di chuyển trong đông vực của La Thiên Tinh Vực. Cho dù là tu vi toái niết viên mãn nếu không có ngọc giảng chỉ dẫn, muốn ở trong tinh hải mênh mông này mà tìm được Đông Lâm Tinh thì cũng là một chuyện cực kỳ gian nan cho dù thần thức có quét ngang toàn bộ khu vực thì bởi vì tinh cầu này có cấu tạo kỳ dị nên cũng sẽ không hiện ra tìm kiếm tinh cầu này đối với đại bộ phận tu sĩ chỉ có thể dựa vào mắt thường nhưng vương lâm không nằm trong số đó giờ phút này trong đông bộ rộng lớn của la thiên tinh vực có một tu chân tinh khiến người ta phải kinh hãi đang chầm chậm chuyển động trong tinh không ở trong tinh không có thể thấy được trên tu chân tinh này có những cái hố lộ ra vẻ vàng sậm một luồng uy áp cường đại khuếch tán ra khắp không gian. Đông Lâm Tinh, tinh cầu này cũng không phải là đơn độc mà còn có mấy chục tu chân tinh nhỏ vần quanh, thông thả vận chuyển theo Đông Lâm Tinh. Ánh sáng của trận pháp tỏa ra bốn phía, khiến cho chỗ tiếp giáp giữa những tinh cầu nhỏ này và tu chân tinh từ xa nhìn lại trông như một cái lưới khổng lồ được dệt từ tinh cầu. Vào lúc này trận pháp trên Đông Lâm Tinh đã được mở ra toàn bộ, khiến cho tấm lưới kia không ngừng truyền ra những tiếng bùng bùng, vang động tinh không mơ hồ có thể ấy được ở trên mấy chục tu chân tinh nhỏ bên ngoài đông lâm tinh giờ phút này kiếm quan lóe lên có rất nhiều tu sĩ đang nhanh chóng tạo trận pháp đồng thời hình thành rất nhiều cấm chế gia cố tầng phòng ngự cả đông lâm tinh không khí khẩn trương bao trùm nơi này có thể cảm nhận rõ ràng qua vẻ mặt âm trầm của mấy ngàn tu sĩ tất cả tu sĩ lúc này không có bất cứ kẻ nào mở miệng toàn bộ đều ở trong đội ngũ chậm rãi mở ra toàn bộ pháp trận trên mấy chục tinh cầu nhỏ này mà ở trên mỗi một tinh cầu nhỏ đều có một lão già ngồi khoanh chân tại trận nhãn, số lượng những người này đạt gần tới 100, cơ thể đều lộ vẻ tan thương, hiển nhiên là những người tồn tại rất lâu, không dễ dàng xuất ngoại, nhưng vào giờ phút này bọn họ không thể không xuất hiện. Bởi vì đại biểu của hướng gia, hướng Vân Đông đã đem một tin tức trở về khiến cho cả hướng gia rung động kinh hoàng. Vương Lâm năm đó bị lão tổ cướp đoạt sinh cơ giờ đã mang theo tu vi mà lỗ phu tử cũng phải kiên kỵ trở về tin tức này khiến cho cả hướng gia chấn động. Sau một khoảng thời gian trầm mặt ngắn ngủi, đại trưởng lão và gia chủ hiện tại của hướng gia lập tức phát động đông lâm huyết lệnh. Trên đông lâm tinh, hướng gia chính là bá chủ âm thầm, bình thường rất ít khi xuất hiện. Dù là tu sĩ la thiên tinh vực cũng chỉ biết rằng đông lâm tinh có tam đại gia tộc, hứa, lữ, lưu, nhất là hứa gia lại càng có nhiều sát thần, hung danh vang dội, ở trong la thiên tinh vực có thể khiến cho người ta run rẩy tâm thần còn lữ gia dù không có danh tiếng như hứa gia nhưng lại cực kỳ am hiểu thuật cấm chế tuy rằng không nổi danh bằng gia tộc đã xuống dốc nhưng nổi tiếng bởi một trong tứ đại cấm chế gia tộc lý nguyên nhưng lữ gia có lớp lớp anh tài thiên tư hơn người trên phương diện cấm chế đã có thành tựu sâu sắc tất cả cấm chế trên đông lâm tinh đều là do lữ gia bày ra mà lưu gia lại nổi tiếng bởi thần thông chế pháp bảo nhất là cửu sinh huyết anh thuật lại càng là thần thông dung hợp với pháp bảo uy lực kinh thiên nghe đồng từ khi sáng tạo ra tới nay chỉ dùng có một lần, nhưng một lần thi triển này lại khiến toàn bộ sinh linh La Thiên Tinh vực trên xiết, chẳng khác gì ngày tận thế vậy. Ba đại gia tộc này không ngừng chém giết, dùng một phương pháp tàn nhẫn để bảo trì sinh cơ mênh mông, không ngừng nhờ thế mà cường đại lên. Nhưng trên thực tế, trong La Thiên Tinh vực chỉ có không nhiều lão quái biết được, Hứa, Lữ, Lưu, Tam đại gia tộc trên thực tế hoàn toàn chỉ là phân chi của Hướng gia hướng gia có thể nói là gia tộc tu chân được truyền thừa từ thời thượng cổ là một gia tộc cực mạnh ở la thiên tinh vực một mình hướng gia cũng có thể đối kháng với lôi tiên điện mà lôi tiên điện rất dễ sẽ bị rơi vào thế yếu đương nhiên điều kiện đầu tiên là không tính tới lỗ phu tử trong đó hướng gia giống như một con quái vật khổng lồ đang say ngủ một khi thức tỉnh sẽ khiến la thiên tinh vực trung chuyển cho nên đại biểu của hướng gia là hướng vân đông tuy tu vi rõ ràng không đủ nhưng lại cũng có thể được lỗ phu tử tuyển chọn là một trong bốn người được truyền đạo thuật. Lỗ phu tử tuyển chọn ra bốn người, mỗi người đều có chút thâm ý dù là huyết thần tử, liệt vân tử hay viêm lôi tử cũng đều như vậy, mà một số ít lão quái trong la thiên tinh vực cũng có nghe một tin đồn. Tin đồn này có liên quan tới hướng gia, nhưng không cách nào phân biệt được thật giả có lẽ chỉ có mình lỗ phu tử mới biết tin đồn này có phải là thật hay không tin này nói gia tộc tu chân thần bí duy nhất truyền thừa từ thời viễn cổ có một chút liên hệ với hướng gia thậm chí tin này còn nói rõ là nghe đồn hướng gia chính là một chi ngoại tộc của gia tộc tu chân viễn cổ thần bí kia sự tồn tại của hứa gia gần như là một người bảo vệ cho gia tộc viễn cổ nọ gia tộc tu chân viễn cổ kia từ trước khi tiên giới sụp đổ cũng đã tồn tại rất lâu rồi trải qua cả thời kỳ thượng cổ qua vô số năm tới nay vẫn không ngừng được truyền thừa thực lực và những gì gia tộc này tích lũy được thật không thể tưởng tượng nổi bọn họ càng thần bí khó lường ngàn năm khó có một người xuất hiện tại la thiên tinh vực cho dù là vương lâm sống ở la thiên tinh vực cho dù là dưới sự phát động của lỗ phu tử mà cả la thiên tinh vực chuẩn bị cho đại chiến thì gia tộc thần bí cổ xưa này cũng chỉ gửi ra một chiếu lệnh phát một người ra mà thôi chiếu lệnh phong chân tiên người được phái ra chính là đệ cửu trưởng lão từng muốn đoạt cơ thể vọng nguyệt khất một tử. Cả đông lâm tinh lúc này khi hướng gia hạ huyết lệnh, tam đại gia tộc đều khởi động, triển khai tầng tầng lớp lớp phòng hộ. Lúc này ở vùng cực tây trên chủ tinh, mặt đất đỏ sậm, giống như trải qua năm tháng vạn cổ đã bị vô số máu tươi thấm đẫm, tỏa ra từng trận mùi tanh của máu, làn gió thổi qua khiến hương vị này tràn ngập trong thiên địa, rất lâu không tiêu tan cũng bởi vì mùi máu tanh quá nồng khiến cho ở nơi này tràn ngập một khí tức bạo ngược. Ở nơi cực tây này có một khu sườn núi liên miên không dứt, trên mặt đất có vô số tay chân cục, đầu lâu dày đặc, xương trắng thịt vụn thối rửa khắp nơi, thu hút rất nhiều kền kền bay lượn trên bầu trời. Cũng có một vài con đang đậu trên đám xương mà rỉ thịt, cả vùng cực tây này tràn ngập tử khí, từ xa nhìn lại dường như hình thành một vòng xoáy khổng lồ, cuồn cuộn tử khí, khiến cho tu sĩ phải chấn động tâm thần lại có vô tận hồn phách thê lương quanh quẩn tại vùng cực tây này, phát ra những tiếng gầm thét quán giận. Nơi này, Vương Lâm đã từng đến, chính là chỗ lão tổ đời đầu tiên của hướng gia bế quan. Đi sâu vào nơi này, mặt đất lại càng đen kịt, sinh cơ ở nơi này như không hề tồn tại. Ngay cả người của hướng gia nếu không có chuyện trọng yếu thì cũng không dám tới nơi này. Mỗi một lần tới đây, sinh cơ của bọn họ đều bị mặt đất này hút đi, lúc đi ra suy yếu vô cùng, phải lập tức ngồi xuống thổ nạp lúc này có hai lão già mặt hắc y sắc mặt âm trầm đang từ đằng xa chậm rãi đi tới khi tới chỗ sâu trong vùng cực tây này hai người dừng lại một lão già trong đó cung kính hướng về phía mặt đất màu đen ôm quyền trầm giọng nói lão tổ tất cả đã bố trí theo ý của người rồi chỉ còn chờ vương lâm tới mà thôi tiếng nói của lão giả xuyên thấu mặt đất hướng về phía lòng đất truyền xuống dần dần rơi xuống tận cùng của lòng đất này vọng vào một không gian khổng lồ vùng không gian này nhìn như không có tận cùng chỉ có vô tận đầu lâu tạo thành cả một biển xương trắng tử khí nơi này mạnh hơn bên ngoài vô số lần bao phủ tám hướng ở chính giữa của biển đầu lâu này có một tòa tháp đầu lâu trên đó đặt một cái quan tài cái quan tài này màu vàng đất bốn phía lại còn hơi thối rửa chảy ra thứ nước vàng thối rửa từ quan tài chảy xuống rơi trên đám đầu lâu phát ra những tiếng két két tiếng nói của lão và mặc áo đen truyền vào nơi này bị tử khí tràn ngập đánh sâu vào nên đã yếu ớt đi rất nhiều truyền vào trong quan tài sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi một tiếng nói khàn khàn từ trong quan tài chậm rãi truyền ra sinh cơ của người này năm đó tốt lắm rất hợp khiến cho ta có thể trở lại rất lâu hắn đúng là cũng có cơ duyên không tệ năm đó sinh cơ hoàn toàn biến mất mà cũng không chết người lui ra đi lỗ phu tử nọ nói có phần phóng đại rồi người này còn chưa đạt tới trình độ kia Lỗ Phu Tử nói vậy chỉ là muốn để Vương Lâm này tới dò xét một chút. Trong lòng hắn thủy chung vẫn tồn tại suy đoán, việc này không đáng ngại, đại địa chấn động, tiếng nói già nua khàn khàn từ trong quan tài truyền ra. Nghe thấy những lời này của lão tổ, hai lão già mặt hắc y thầm thờ phào một hơi. Hai người hắn bị tin tức hướng Vân Đông mang về khiến nội tâm chấn động, có cảm giác đại họa tới nơi rồi. Giờ phút này họ đã bình tĩnh lại, đối với bọn họ lão tổ chính là trời. Lão tổ đã nói là không ngại thì việc này tuyệt đối không gặp phải chuyện gì. Chỉ là kể cả lão tổ của hướng gia bên trong quan tài lúc này cũng không nhận thấy. Lúc này ở bên ngoài tinh không của Đông Lâm Tinh đã xuất hiện thân ảnh của một người mặc bạch y. Vương Lâm đã tới, từ xa nhìn lại trận pháp tỏa ánh sáng tràn ngập Đông Lâm Tinh và mấy chục tiểu tinh xung quanh. Vương Lâm dường như trở lại năm đó, chính mình làm bạn với Thanh Thủy, cùng đi tới Đông Lâm Tinh, trong lòng mang theo kỳ vọng. Lần đầu tới nơi này, dần dần trong mắt Vương Lâm tỏa ra hàng quang ngập trời. Chương 1483, việc này không ngại, việc này không ngại, bốn chữ đơn giản, lộ ra một sự tự tin, nhưng người tự tin nói ra những lời như vậy trong khoảnh khắc này cũng không hề biết chút nào, Vương Lâm đã tới. Nếu hắn biết tất cả chuyện này, có lẽ bốn chữ đơn giản kia cũng không thể nói ra được. Vương Lâm đứng cách Đông Lâm Tinh mấy vạn trượng, nhìn tu chân tinh so với thiên vận tinh nảm đó còn lớn hơn gấp mấy lần ở đằng xa, sát khí trong mắt càng ngày càng đậm. Năm đó trong lòng hắn tràn đầy hy vọng có thể hồi sinh lý mộ uyển, từ liên minh đi tới giới nội, trải qua những trận chém giết, cuối cùng trong trận chiến phong tiên kia đã đạt được danh hiệu lôi tiên, còn có được một lời hứa của thượng cổ tu chân gia tộc hướng gia. Năm đó Vương Lâm vốn vô ý đối địch với hướng gia hùng mạnh, hắn những tưởng có thể hồi sinh được lý mộ uyển, mang theo hy vọng, lần đầu tiên đi tới đông lâm tinh này bái kiến lão tổ của hướng gia nhưng đối phương lại rất hèn hạ và thâm độc chẳng những không làm cho lý mộ uyển sống lại ngược lại còn cướp đi toàn bộ sức sống của vương lâm nếu không nhờ có tịch diệt chỉ thì vương lâm đã sớm cạn kiệt sức sống mà chết cho đến ngày nay khi tu vi của vương lâm đã hùng mạnh khi hắn hiểu được sự khó khăn của việc hồi sinh lý mộ uyển hắn nhớ lại chuyện năm đó có thể thấy tất cả những lời nói của lão tổ hướng gia kia đều là giả dối, đối phương hoàn toàn không có khả năng làm cho Lý Mộ Uyển sống lại, cho dù là thất tịch thuật, cũng hoàn toàn không thể làm được. Thậm chí cuối cùng nếu không có tị thiên quan, có lẽ ngay cả hy vọng làm cho Lý Mộ Uyển sống lại cũng đã vì việc này mà bị dập tắt hoàn toàn, bị thất tịch thuật kia đưa sức sống vào. Trên thực tế khi Vương Lâm nhìn lại sau này, rõ ràng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho Lý Mộ Uyển hồn bay phách tán đối phương hoàn toàn vì muốn cướp đi sức sống của mình mà giết chết lý mộ uyển theo vương lâm nghĩ vì sức sống của lý mộ uyển không còn nhiều nếu quả thật có sức sống mãnh liệt đưa vào thì lý mộ uyển vẫn còn có một chút cơ hội không phải rơi vào tình trạng khó khăn không biết lúc nào mới thức tỉnh như thế này thậm chí là sống lại cũng không phải là không thể nhưng hành động hiểm ác của lão tổ hướng gia lại khiến chuyện này hoàn toàn bị phá hỏng lúc đó tu vi của vương lâm chưa đủ vẫn chưa hoàn toàn hiểu được nhưng theo thời gian trôi qua ngàn năm sau vương lâm nhớ lại cũng đã hiểu được rõ ràng sự hận thù của hắn đối với hướng gia đã bốc lên ngợp trời hết thảy chuyện này ngay từ đầu đối phương đã hiểu rất rõ vương lâm rất muốn biết hết thảy chuyện này rốt cuộc là vì sao tại sao lão tổ hướng gia kia lại lừa gạt mình lấy danh nghĩa cứu sống lý mộ uyển cướp đi toàn bộ sức sống của mình hết thảy chuyện này chắc chắn phải có một nguyên nhân vương lâm trước đây chật vật bỏ chạy hắn không có tư cách đi hỏi nguyên nhân này, hoàn toàn không có tư cách phản kháng, hắn chỉ có thể nhẫn nại, không ngừng nhẫn nại, đem nỗi nhục và mối hận năm đó chôn sâu dưới đáy lòng, cũng giống như năm đó hắn đối với đằng gia đã phải nhịn mấy trăm năm, nhưng hôm nay, Vương Lâm lần thứ hai nhìn thấy Đông Lâm Tinh, hắn có tư cách biết được toàn bộ, sát khí trong mắt càng ngày càng đậm, Vương Lâm tiến về phía trước, dưới bước chân của hắn, tinh không ầm vang khoảng cách mấy vạn trượng dưới một bước chân của hắn trực tiếp được rút ngắn. Trong tiếng ầm vang, Vương Lâm bất ngờ xuất hiện ở cách Đông Lâm tinh ngàn trượng, tinh không chấn động, từng tầng gợn sóng như sóng biển lấy Vương Lâm làm trung tâm hướng về bốn phía cuộn lên, giống như trong tinh không này dấy lên một cơn cuồng phong, trong tiếng ầm ầm không ngừng khuếch tán, giống như những bước chân của hắn dẫm lên mạch của tinh không này, hóa thành sấm sét kinh thiên, trung động cả Đông Lâm tinh. Bên trong một vài tiểu tinh ở bên ngoài Đông Lâm Tinh có mấy ngàn tu sĩ, đám người này sắc mặt đại biến. Bọn họ cảm nhận được rõ ràng có một sức tấn công hùng mạnh từ trong tinh không tới, ầm ầm cuốn đến cấm chế trên đông lâm tinh. Hào quang cấm chế tỏa ra kinh thiên, lóe lên kịch liệt, hào quang vạn trượng giống như là ánh mặt trời. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ tu sĩ ở trên mấy chục tiểu tinh kia toàn bộ đều nghe được tiếng tim mình đập điên cuồng, dường như có một sức mạnh vô hình chảy vào trong cơ thể, nhanh chóng vận chuyển nguyên lực, như thể nếu không như vậy, thân thể bọn họ sẽ tan vỡ trong tinh không này trong lúc đứng bên ngoài đông lâm tinh ánh mắt vương lâm như điện ngay khi xuất hiện há miệng bình tĩnh nói một câu ngươi đã biết ta là ai rồi mau ra đây cho ta ngay khi lời này truyền ra khỏi miệng vương lâm lập tức nổi lên tiếng vang ngợp trời ra đây ra đây ra đây một câu này của vương lâm ẩn chứa sự phẫn nộ suốt nửa đời một câu này đã bộc phát ra mối hận của vương lâm đối với hướng gia đã cướp đi sức sống của mình một câu này còn ẩn chứa sự tuyệt vọng của hắn năm đó sau khi mang theo Lý Mộ Uyển với tràn đầy sự kỳ vọng tới đây đã bị người ta lừa gạt, ngươi có thể trong một trận chiến mà cướp đi sức sống của ta, có thể giống như Diêu gia truy sát ta, nhưng ngươi lại lừa gạt ta một cách hiểm độc trong lúc ta kỳ vọng nhất, các đứt hy vọng hồi phục nhỏ nhoi của Lý Mộ Uyển, ngươi vừa âm mưu với ta, lại còn có âm mưu với cả một nữ tử nhu nhược, chuyện này, Vương Lâm không thể chịu được. Không thể chịu được từng trận tiếng vang điên cuồng vọng thắp tinh không này, giống như lôi đình ầm ầm, ác đi tất cả những thanh âm có từ trước khi vương lâm tới, ở trong tinh không này vang lên kinh thiên động địa, toàn bộ tinh không dưới một câu nói này dấy lên lôi đình ngợp trời, từng đạo lôi đình ầm ầm xẹt qua, chớp giật qua lại, trong khoảnh khắc này, tinh không vô tận bên ngoài đông lâm tinh bất ngờ trở thành một địa ngục lôi đình, một câu nói này vang lên ầm ầm, giống như có thể phá vỡ khoảng không, dường như phá vỡ thiên địa hướng về bốn phía điên cuồng truyền ra, giống như là một tiếng trống của cổ thần. Cơn cuồng phong do bước chân của Vương Lâm tạo thành lúc trước giờ phút này sau một câu nói liền phóng đại lên gấp vô số lần, che phủ cả bầu trời, mang theo sự phẫn nộ của Vương Lâm, mang theo sự hận thù của Vương Lâm, mang theo nghi vấn suốt ngàn năm của hắn, ầm ầm lao ra, trên mấy chục tiểu tinh bên ngoài đông lâm tinh, hào quang cấm chế nhanh chóng lóe lên, nhưng đã có chính tu chân tinh dưới một tiếng trống này ầm ầm tan vỡ, tiếng nổ kinh thiên, truyền khắp tất cả những tinh vực ở phía đông La Thiên. Chính tu chân tinh kia trực tiếp tan rã, vỡ thành từng mảnh, đồng thời tất cả những tu sĩ trên đó thân thể cũng tan vỡ theo, nguyên thần tan nát mà chết. Ngay cả 27 lão già nắm giữ trận pháp trên chính tu chân tinh kia cũng không có một chút sức chống cự nào, trong lúc hoảng sợ như bị một bàn tay lớn vô hình tạt qua, ầm ầm tử vong, thậm chí ngay cả tư cách chạy trốn, dưới một tiếng trống tích lũy suốt ngàn năm này của Vương Lâm cũng không có một chút nào. Trên những tiểu tinh còn lại bên ngoài đông lâm tinh, có mấy vạn tu sĩ phun ra máu tươi, dường như sức tấn công của tiếng trống kia trong khi cấm chế vẫn không ngừng ngăn cản vẫn có từng trận dư âm tiếng vào, khiến cho những tu sĩ này tâm thần chấn động, dâng lên một sự sợ hãi không thể kiềm chế nổi. Trong tiếng trống này, đông lâm tinh còn đột nhiên chấn động, mặt đất trên đó trong từng trận tiếng rắc rắc xuất hiện vô số vết nứt, rất nhiều ngọn núi ầm ầm tan vỡ thành từng mảnh, những con sông rít gào cuộn sóng còn có vùng biển ở phía bắc đông lâm tinh kia, sóng biển giống như điên cuồng, hình thành những vùng xoáy khổng lồ, giống như ngay khi tiếng trống truyền tới vùng biển này, đã hóa thành từng đợt sóng âm trực tiếp xâm nhập xuống đáy biển, khoái động nước biển ầm ầm tiến về phía trước, tạo thành tiếng biển gầm, dấy lên sóng biển ngàn trượng, hướng về lục địa phủ xuống, nước biển lao thẳng đến lục địa, muốn hoàn toàn nhấn chìm lục địa này, ở cực tây của đông lâm tinh, hai lão già áo đen kia tâm thần dường như vừa buông lỏng liền lập tức nghe thấy tiếng trống kinh thiên kia. Hai người này thân thể kịch chấn, giống như đối mặt với một luồng đại lực tấn công tới, trực tiếp lão đảo lui về phía sau trăm trượng, phun ra máu tươi, đồng thời còn có một người thân thể trực tiếp ầm ầm tan vỡ, trong tiếng kêu thảm thiết máu thịt rơi xuống nhuộm đỏ mặt đất, một biển đầu người trong không gian ở sâu dưới lòng đất, trong tiếng trống của vương lâm ầm ầm truyền đến, lại một lần nữa chấn động, giống như bị hai bàn tay lớn túng lấy tách ra, trong nháy mắt liền có một vết nứt xuất hiện hơn phân nửa đầu lâu bên trong không gian này nhất tề vỡ tung ngay tử khí tràn ngập bên trong này suốt vạn năm dưới một tiếng trống này cũng cuộn lên hướng ra phía ngoài vội vàng lùi lại giống như không dám làm chậm một chút thời gian nào quan tài màu vàng như đất toàn thân chấn động quan tài này trực tiếp bị cuốn đập vào bức tường phía sau vỡ thành từng mảnh một tiếng gào thép từ bên trong chiếc quan tài này dãy dụa phát ra cùng lúc đó một cánh tay khô héo trực tiếp từ bên trong chiếc quan tài này vươn ra, bấu chặt vào thành của chiếc quan tài. Trên mặt đất, lão già áo đen kia phun ra máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không thể nào hình dung được. Hắn không chút do dự nhanh chóng bấm quyết, một ngọc giảng màu đen nhanh chóng hiện ra ở trong tay hắn, bày trận. Bất chấp tất cả mọi giá phải ngăn người này tiến vào đông lâm tinh, từng đạo khí tức cường hãn trong thời gian ngắn từ trong đông lâm tinh nhanh chóng bay ra. Toàn bộ các hướng đông tây nam bắc của Đông Lâm Tinh có rất nhiều tu sĩ tập trung lại, nếu nhìn từ không trung, trên Đông Lâm Tinh khổng lồ này giờ phút này không ngờ đã lên tới không dưới mấy vạn tu sĩ. Ở phía bắc, chỗ của gia tộc họ Lữ, trên một vạn tu sĩ ngồi chi chít dưới đất, hợp thành một trận pháp cấm chế khổng lồ. Còn có mấy chục lão già khoanh chân ngồi ở giữa không trung, hai tay nhanh chóng bấm quyết, liên tục phun ra máu tươi, máu của bọn họ ngưng tụ lại với nhau, bất ngờ hóa thành một huyết ảnh. Ở phía nam, chỗ của gia tộc họ Hứa cũng có gần một vạn tu sĩ vần quanh, ở chính giữa có một cái đầm máu rộng ngàn trượng, bên trong cái đầm này có một luồng sát khí điên cuồng lao ra. Gần một vạn tu sĩ này giờ phút này thần sắc ngưng trọng, nhanh chóng lần lượt đi vào trong đầm máu này. Ở phía đông, chỗ của gia tộc họ Lưu, cứ bảy tu sĩ hợp thành một nhóm, đã chiếm cứ trong phạm vi ngàn dặm. Ở bên cạnh mỗi nhóm tu sĩ có một pháp bảo cao mấy chục trượng. Những pháp bảo này hình dáng khác nhau, nhưng đều tản mát ra ánh sáng màu vàng, cứ như vậy, nếu từ trên không trung nhìn xuống phía dưới có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ những tu sĩ của lưu gia này kết hợp thành một đồ án hình hoa hướng dương, cùng lúc đó, trên mấy chục tiểu tinh bên ngoài Đông Lâm tinh, hào quang cấm chế nhanh chóng lóe lên, ầm ầm xoay tròn, vần quanh Đông Lâm tinh, với tốc độ cực nhanh ầm ầm chuyển động, trong nháy mắt hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, bao phủ Đông Lâm tinh thật sâu vào bên trong. Vương Lâm lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, bước tới, ngươi không ra đây, như vậy phải để vương mổ lôi ngươi ra. Tất cả những người ngăn cản, đều sẽ bị chôn cùng.